Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 28. Vẫn chưa kết thúc được, nói phải giữ lời. Vương Thành nở nụ cười tự tin, chỉ cần tôi có thể giải quyết được phiền phức của gia tộc, sau này tôi chính là người thừa kế gia tộc. Được, quyết định vậy đi, Vũ Văn Cao Dương lập tức đập bàn đáp. Vũ Văn Cao Trấn lại sốt ruột nói, Vũ Văn Cao Dương, chú đang ức hiếp người quá đáng. Con trai tôi vừa mới trở về gia tộc, chú đã giao cho nó nhiệm vụ khó đến cả chú cũng không hoàn thành nổi. Nếu chú nghĩ phiền phức lần này dễ giải quyết như vậy, cứ để Vũ Văn Bân làm đi. Nếu trong ngày hôm nay nó không xử lý được thì đuổi nó vĩnh viễn rời khỏi Yến Đô, chú có dám đồng ý không? Vũ Văn Cao Trấn cả giận nói. Khó khăn lắm mới nhìn thấy chút hy vọng, Vương Thành là nơi gửi gắm duy nhất của ông ta. Nếu hắn ta bị đuổi khỏi Yến Đô, cả đời này của Vũ Văn Cao Trấn sẽ phải kết thúc. Vũ Văn Cao Dương lạnh lùng nói, cậu ta đã hơn 30 tuổi rồi còn gì? Chẳng lẽ không thể tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình được sao? Phải đó bác trai, bác chỉ trích bố tôi như vậy hơi quá đáng rồi đấy. Chính con trai bác tự đòi giải quyết phiền phức này, liên quan gì đến bố con tôi? Đương nhiên nếu bác không muốn trơ mắt nhìn con trai vừa mới đoàn tụ phải chia cách mãi mãi thì có thể từ bỏ tranh quyền thừa kế. Vũ Văn Bân cười nói. Lần này các sản nghiệp bị nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp liên thủ chèn ép đều do anh ta phụ trách. Anh ta biết rõ giải quyết phiền phức này khó hơn lên trời. Chỉ e huy động toàn bộ gia tộc cũng chưa chắc giải quyết được trong vòng một ngày. Đừng nói tới một thằng con riêng vừa mới quay về gia tộc. Anh ta không tin Vương Thành có thể làm được. Vũ Văn Cao Dương cũng không tin. Những người còn lại cũng không tin. Tôi đã hứa, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vương Thành cười lạnh một tiếng, tôi khuyên các người hãy mau chóng chuẩn bị nghi thức lập người thừa kế đi. Có khi chưa đến tối, phiền phức đã được giải quyết xong rồi. Dứt lời, hắn ta đứng dậy cười nói, được rồi, tôi phải đi xử lý phiền phức tất cả mọi người cùng hợp sức đều không giải quyết nổi đây. Vương Thành nghênh ngang rời đi trước mặt bao người. Vẻ mặt của Vũ Văn Cao Trấn lập tức cứng đờ, những người khác đều chế giễu nhìn ông ta. Chúng ta tiếp tục họp đi. Vũ Văn Cao Dương lạnh lùng nhìn Vũ Văn Cao Trấn rồi nói, tiếp tục bàn cách giải trừ nguy cơ lần này của gia tộc Vũ Văn. Lần này, Vũ Văn Cao Trấn không lên tiếng cản trở. Vương Thành làm vậy đã phá rối toàn bộ kế hoạch của ông ta. Ông ta vốn định mượn cơ hội này để nâng đỡ Vương Thành lên làm người thừa kế, sau đó chỉ cần giữ vững vị trí này là được. Đợi đến ngày Vương Thành trưởng thành sẽ đủ thực lực tiếp quản gia tộc Vũ Văn. Thế nhưng hành động vừa rồi của Vương Thành khiến ông ta hoàn toàn thất vọng. Ông ta bỗng thấy hối hận vì đã dẫn Vương Thành trở về gia tộc. Thế nhưng hiện giờ vợ con ông ta đều đã bị ám sát, chỉ còn một đứa con trai này mà thôi. Chỉ sợ nếu nhiệm vụ lần này thất bại, hai bố con bọn họ sẽ bị chia cách mãi mãi. Bởi vì hậu quả khi Vương Thành thất bại là phải vĩnh viễn rời khỏi Yến Đô. Cùng lúc đó, Vương Thành vừa rời khỏi gia tộc Vũ Văn liền gọi điện thoại, Dương Thanh, chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ cần cậu giúp tôi giải quyết phiền phức của gia tộc Vũ Văn, tôi sẽ trở thành người thừa kế của bọn họ. Dương Thanh nghe vậy không khỏi kinh ngạc, dễ dàng vậy sao? Cậu giúp tôi nhiều như vậy mà tôi vẫn không thể trở thành người thừa kế, há chẳng phải tôi chính là thằng vô dụng sao? Có thể nghe ra được, Vương Thành đang rất đắc ý. Dương Thanh lắc đầu cười. Anh cứ nghĩ muốn Vương Thành thay thế Vũ Văn Bân phải tốn chút sức, nào ngờ dễ dàng như vậy đã sắp thành công. Được, đợi điện thoại của tôi. Nói xong, Dương Thanh nhanh chóng cúp máy. Gọi hai cuộc điện thoại khác. Một cuộc gọi cho Hoàng Thiên Hành, một cuộc gọi cho Diệp Mạn. Không ai ngờ được rằng Dương Thanh có thể giải quyết nguy cơ to lớn của gia tộc Vũ Văn chỉ bằng hai cú điện thoại. Lúc này, gia tộc Vũ Văn vẫn đang tiếp tục họp bàn. Vũ Văn Cao Trấn không hề biết nội dung cuộc họp, đầu óc vẫn miên man suy nghĩ. Đúng lúc này, Vũ Văn Cao Dương đột nhiên tuyên bố, được rồi, cứ làm theo lời tôi nói, mỗi người quản lý tốt chức vụ của mình. Chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh của tôi. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp. Ông chủ, có tin tốt. Đám người đang định rời đi, chợt một ông già mặc sườn xám nam kích động chạy vọt vào phòng họp. Tin tốt gì? Vũ Văn Cao Dương cười hỏi. Nguy cơ của gia tộc được giải quyết rồi, ông già kia vui sướng đáp. Cái gì? Vũ Văn Cao Dương kinh ngạc thốt lên. Vừa nãy ông ta vẫn đang thương lượng cách đối phó với mọi người. Còn chưa làm gì đã nghe tin nguy cơ được giải trừ.
sao có thể như vậy được? Từ trước tới nay, nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp không ngừng đối đầu với gia tộc Vũ Văn. Chẳng biết tại sao lần này hai gia tộc này lại đột nhiên hợp sức chèn ép bọn họ. Sao tự nhiên lại kết thúc rồi? Quản gia Hàn nhầm lẫn gì à? Vũ Văn Bân khiếp sợ nói, phần lớn sản nghiệp của gia tộc ta đều bị tổn thất nặng nề, thậm chí có vài cái đang đứng bên bờ vực phá sản, sao có thể vực dậy nhanh như vậy được? Phải đó, nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp vẫn luôn muốn đạp đổ chúng ta, bây giờ lại bắt tay với nhau, cơ hội khiến gia tộc Vũ Văn suy yếu gần trong gang tấc, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Không phải là âm mưu gì đó chứ? Những người khác cũng sinh lòng nghi hoặc nhao nhao hỏi. Quản gia lắc đầu đáp, có lẽ không phải âm mưu. Dù sao bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chèn ép chúng ta. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ càng, bọn họ sẽ không còn cơ hội nhắm vào chúng ta nữa đâu. Vũ Văn Cao Dương không lên tiếng, trong đầu tràn đầy nghi ngờ. Tất cả đều hoài nghi, nhưng không ai cho rằng đây là thành quả của Vương Thành. Chào mọi người, tôi đã trở về rồi đây. Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ lý do nguy cơ được giải quyết, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên ngoài cửa phòng họp. Đám người kéo nhau nhìn ra, thấy Vương Thành tươi cười đi tới, nhìn quanh một lượt rồi nói, tôi đã giải quyết xong phiền phức rồi, sao mọi người vẫn chưa họp xong vậy? Nghe xong, tất cả đều chấn động. Tin tức phiền phức của gia tộc được giải quyết vừa được truyền tới, làm sao cậu ta biết được? Chẳng lẽ, cậu ta thực sự giải quyết được nguy cơ của gia tộc sao? Sao lại như vậy? Không thể nào, không thể. Mọi người đều có cùng suy nghĩ. Ý của con là nguy cơ của gia tộc được giải quyết là nhờ con sao? Vũ Văn Cao chấn kích động bước tới, nắm lấy cánh tay Vương Thành lớn tiếng hỏi. Chủ gia tộc thỏa hiệp. Vũ Văn Cao chấn thực sự rất kích động. Ông ta vốn đã chuẩn bị tinh thần từ bỏ quyền tranh đoạt, nào ngờ Vương Thành lại nói mình giải quyết xong nguy cơ của gia tộc. Vương Thành cười nhạt nhìn người bố đang kích động của mình, đương nhiên là tôi giải quyết. Ha ha, tốt lắm, quá tốt rồi. Vũ Văn Cao chấn điên cuồng hét lớn. Những người khác cũng giật mình tỉnh ngộ, ánh mắt mỗi người đều tràn đầy kinh ngạc. Một phiền phức khổng lồ toàn bộ gia tộc Vũ Văn không thể xử lý lại được một đứa con riêng vừa mới trở về gia tộc dễ dàng giải quyết, nghe sao cũng thấy sai sai. Nhưng sự thật chính là như vậy. Phần lớn đều tin tưởng lời Vương Thành nói. Mày giỏi diễn trò thật đấy, chẳng biết nhận được tin tức từ đâu mà dám lừa gạt bọn tao. Vũ Văn Bân cười nhạo nói, khinh bỉ nhìn Vương Thành. Anh ta từng là người thừa kế của gia tộc, không thể cho phép bất kỳ ai giỏi hơn mình tồn tại, dù có cũng sẽ không thừa nhận. Đến cả anh ta còn không giải quyết nổi, sao anh ta tin Vương Thành được? Mày đang không dám nhận thua đấy à? Vương Thành không hề sợ hãi, cười lạnh hỏi. Tao đây chưa từng thua ai, sao lại nói không dám nhận thua? Vũ Văn Bân ngạo nghễ nói, toàn bộ gia tộc Vũ Văn đều đang bàn cách giải quyết. Mày chỉ rời đi khoảng một tiếng đã nói xử lý xong phiền phức, ai tin nổi? Đương nhiên, muốn bọn tao tin tưởng cũng được. Chỉ cần mày đưa ra chứng cứ chứng minh phiền phức của gia tộc do mày giải quyết, tao không ngại nhận thua. Nếu không lấy ra được chứng cứ, mày vẫn nên tự giác cút khỏi gia tộc đi, đừng tự làm xấu mặt mình nữa. Vũ Văn Bân không thèm che giấu sự khinh thường của mình với Vương Thành. Một thằng con riêng từ nhỏ đã bị đuổi khỏi gia tộc có tư cách gì tranh giành với anh ta? Nghe Vũ Văn Bân nói vậy, mấy người vừa tin lời Vương Thành cũng bắt đầu hoài nghi, Vương Thành thực sự có năng lực giải quyết được nguy cơ lần này sao? Sắc mặt Vũ Văn Cao chấn cực kỳ khó coi, híp mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Bân. Thằng nhóc này cứ nhắm vào con trai ông ta, khiến ông ta rất khó chịu. Nhưng bao nhiêu năm không quan tâm Vương Thành, ông ta cũng muốn nhìn xem đứa con trai bị mình vứt bỏ đã trưởng thành như thế nào. Thu lại thái độ kiêu ngạo của mày đi. Dù hiện giờ tao không phải người thừa kế của gia tộc nhưng ít nhất cũng là con cháu ngang hàng phải lứa với mày. Mày có tư cách gì lên mặt dạy đời tao? Dùng phiền phức mày gây ra cho gia tộc hả? Vương Thành châm chọc vài câu, cười nhạt một tiếng, nếu mày muốn tao lấy chứng cứ ra, có phải tao cũng có thể đòi mày lấy chứng cứ không? Mày cho rằng người giải quyết phiền phức không phải tao. Thế mày lấy đâu ra chứng cứ chứng minh phiền phức do người khác giải quyết? Nếu không lấy được chứng cứ ra, thì mày ngậm mồm lại được chưa? Đừng quên, bây giờ mày đã bị tước quyền thừa kế, còn tao mới là người sắp được trao quyền thừa kế của gia tộc. Vương Thành khống chế cảm xúc rất tốt, luôn giữ nụ cười tươi rói trên môi,
nhưng lời nói lại tràn đầy sự công kích. Nghe vậy, Vũ Văn Bân tức phát điện, giận dữ hét lên, chết tiệt. Mày chỉ là thằng con riêng từ nhỏ đã bị vứt bỏ, có tư cách gì sánh với người mang huyết mạch chính thống của gia tộc Vũ Văn như tao? Mày có tư cách đòi tao lấy chứng cứ, đòi tranh quyền thừa kế với tao không? Tao cũng muốn chống mắt lên xem, không có chứng cứ thì mày bò lên vị trí người thừa kế kiểu gì? Vũ Văn Bân đã mất kiểm soát, không cần biết đang ở chỗ nào. Từ phản ứng của hai người đã nhìn ra được chênh lệch. Đến cả Vũ Văn Cao Dương cũng không khỏi thất vọng. Mày muốn chứng cứ hả? Tao cho là được chứ gì? Vương Thành bỗng nở nụ cười quỷ dị, lấy điện thoại gọi một cuộc. Đối phương nhanh chóng nghe máy, một giọng nói trẻ tuổi vang lên, Vương Thành, anh muốn kéo tôi xuống nước đấy à? Giọng nói xen lẫn sự bất đắc dĩ. Rõ ràng, Vương Thành chưa lên tiếng, đối phương đã biết hắn ta muốn làm gì. Vương Thành cười đáp, tôi nghe lời cậu đến gia tộc Vũ Văn tranh đoạt quyền thừa kế, bây giờ cũng bị ép đến đường cùng mới phải nhờ cậu giúp đỡ. Nếu anh nói vậy thì chẳng còn thú vị gì cả, đối phương nói. Ha ha, đùa tí thôi. Tôi chủ động nhờ cậu giúp đỡ đoạt lại vị trí người thừa kế, cậu đã hài lòng chưa? Vương Thành cười hỏi. Đối phương cảm thấy bất lực, cười nói, anh nói đi, còn cần tôi giúp gì nữa? Người của gia tộc Vũ Văn không tin tôi giải quyết được phiền phức của họ. Nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm thế nào? Vương Thành cười hỏi tiếp. Ồ, đối phương đáp lại một tiếng như đang suy tư, chợt nói, không tin thì để nguy cơ vừa rồi xuất hiện thêm lần nữa. Khiến tài sản của gia tộc Vũ Văn thiệt hại thêm nữa. Có khi anh muốn làm chủ gia tộc bọn họ cũng sẽ đồng ý đấy. Ha ha, nói hay lắm. Vương Thành cười lớn, vậy thì phiền cậu gây thêm phiền phức cho gia tộc Vũ Văn giúp tôi. Đợi tôi 5 phút. Đối phương vừa dứt lời liền cúp máy. Vừa rồi Vương Thành đã mở loa ngoài, mọi người trong phòng đều nghe thấy rõ ràng cả cuộc trò chuyện. Vẻ mặt của bọn họ vô cùng đặc sắc. Nhất là hai người Vũ Văn Cao Dương và Vũ Văn Bân. Có lẽ người khác không biết người trong cuộc điện thoại vừa nãy là ai, nhưng hai người họ lại rất rõ. Chỉ là trên mặt Vũ Văn Cao Dương tràn đầy đau thương, khí thế trên người nhanh chóng giảm xuống, trông có vẻ rất cô độc. Còn vẻ mặt của Vũ Văn Bân lại càng thêm dữ tợn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh ta vẫn tò mò không biết tại sao Vương Thành lại muốn tranh giành quyền thừa kế với mình. Bây giờ mới biết hết thảy đều do người đàn ông trẻ tuổi kia. Vương Thành, cậu gọi điện cho thằng bé đi, cứ nói nó muốn gì tôi đều đáp ứng. Trong khi mọi người đều đang suy đoán thân phận của người trong điện thoại, Vũ Văn Cao Dương bỗng lên tiếng. Câu nói này của ông ta khiến tất cả đều sợ ngây người. Rốt cuộc là ai? Có thể khiến cho chủ gia tộc Vũ Văn chưa từng nhún nhường phải thỏa hiệp. Còn nói sẽ đáp ứng toàn bộ những gì người đó muốn. Vương Thành cũng giật mình sửng sốt, lập tức cười hỏi, ý của chủ gia tộc là, chú tin tôi giải quyết được phiền phức lần này của gia tộc rồi. Vũ Văn Cao Dương gật đầu, từ hôm nay trở đi, cậu chính là người thừa kế của gia tộc Vũ Văn. Dầm! Câu nói tùy ý này như tiếng sấm nổ ầm bên tai mỗi người. Chủ gia tộc vẫn luôn cứng rắn lại chịu nhượng bộ, để một đứa con riêng vừa mới trở về gia tộc trèo lên vị trí người thừa kế. Bởi vì cuộc điện thoại vừa rồi sao? Không thể như vậy được. Vương Thành là người lấy lại tinh thần nhanh nhất. Hắn ta thề, hắn ta không hề có ý định lợi dụng quan hệ của Vũ Văn Cao Dương và Dương Thanh, thực sự chỉ muốn chứng minh. Không ngờ Vũ Văn Cao Dương lại dễ dàng cho phép hắn ta trở thành người thừa kế như vậy. Con không đồng ý. Đúng lúc này, giọng nói giận dữ vang vọng toàn bộ phòng họp. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Vũ Văn Bân. Sắc mặt anh ta xa sầm, cắn răng nói, anh ta chỉ tùy tiện gọi một cú điện thoại là có thể chứng minh anh ta giải quyết được phiền phức của gia tộc sao. Vũ Văn Bân không sợ phải đối mặt với bố. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh ta chống đối Vũ Văn Cao Dương, còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Đám người dòng chính của gia tộc Vũ Văn đều không dám tin nhìn chằm chằm anh ta. Cậu ta điên rồi sao? Dù có ý kiến đi nữa, không phải nên nói riêng sao? Sao lại chống đối ngay trước mặt mọi người? Vẻ mặt của Vũ Văn Cao Dương cực kỳ khó coi, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tức giận quát, con câm miệng lại cho bố. Vũ Văn Bân kiên cường bất khuất, đỏ bừng mắt nói, một thằng con riêng bị gia tộc vứt bỏ nhiều năm, vậy mà một câu nói của nó liền quyết định được người thừa kế của gia tộc sao?
Đúng là nực cười, mọi người sợ ngây người. Câu nói của Vũ Văn Bân tiết lộ chân tướng quá khủng bố. Rõ ràng thằng con riêng anh ta nhắc tới không phải Vương Thành mà là người Vương Thành vừa gọi điện thoại. 18 năm trước, Dương Thanh bị trục xuất khỏi gia tộc, đuổi khỏi Yến Đô. Chuyện này náo loạn rất lớn, ai cũng biết. Bọn họ vốn đang tò mò không biết Vương Thành gọi điện cho ai, giờ thì biết rồi. Bởi vì Vũ Văn Cao Dương chỉ có một đứa con riêng, chính là đứa bé bị đuổi khỏi gia tộc với mẹ vào 18 năm trước, Dương Thanh. Không ai ngờ được, 18 năm sau, đứa bé 9 tuổi kia lại trở về. Còn muốn nhúng tay vào chuyện của gia tộc Vũ Văn. Vũ Văn Cao Dương nổi giận, toàn thân run rẩy, mặt mũi đen sì. Vũ Văn Bân không hề sợ hãi, cười lạnh nói, nếu con nhớ không nhầm, 18 năm trước chính bố tự đuổi hai mẹ con họ khỏi gia tộc. Còn bắt họ đời này không được đặt chân vào Yến Đô nửa bước, vi phạm giết không tha. Bây giờ nó trở về rồi, bố lại làm trái lời hứa năm đó, không chỉ coi như không thấy, còn vì một câu nói của nó liền hủy tư cách thừa kế của con, lập một thằng con riêng của đối thủ làm người thừa kế. Bố làm vậy có xứng với mẹ con không? Lúc trước nếu không nhờ có mẹ con, bố có được như ngày hôm nay không? Vũ Văn Bân điên cuồng chất vấn, không thèm giữ thể diện cho Vũ Văn Cao Dương. Mặc dù ai cũng biết những chuyện này, nhưng anh ta nói ra ngay trước mặt mọi người chẳng khác nào tát vào mặt Vũ Văn Cao Dương. Vũ Văn Cao Dương là chủ của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Vậy mà lại bị con trai chỉ trích trước bao người. Hiện giờ ông ta đang cực kỳ giận dữ. Bốp! Vũ Văn Cao Dương bỗng tát mạnh vào mặt Vũ Văn Bân, cả giận quát, câm miệng. Câm miệng lại cho tao. Vũ Văn Bân không dám tin vào mắt mình, từ nhỏ đến lớn. Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Cao Dương đánh anh ta. Khóe miệng anh ta chảy máu, ánh mắt vẫn kiên định như cũ, cười lạnh một tiếng, vì một thằng con riêng mà bố đánh con. Vũ Văn Cao Dương đánh xong mới thấy hối hận, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, ôn tồn nói, bố làm vậy cũng vì muốn tốt cho con. Có lẽ bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau này nhất định con sẽ hiểu được. Có một số việc ông ta không thể nói ra sẽ phạm tội phản quốc, là tội chết. Giống như Vũ Văn Bân vừa nói, không có mẹ của Vũ Văn Bân sẽ không có ông ta của hiện giờ. Vậy nên 18 năm trước, ông ta mới không chút do dự trục xuất Dương Thanh ra khỏi gia tộc Vũ Văn, đuổi khỏi Yến Đô. Ông ta biết rõ thân phận hiện giờ của Dương Thanh, một câu nói của anh có thể hủy diệt toàn bộ gia tộc Vũ Văn. Năm đó mẹ của Vũ Văn Bân ép ông ta đuổi hai mẹ con Dương Thanh đi, cả những việc bà ta âm thầm làm đều sẽ khiến Dương Thanh thù hận. Ông ta làm vậy chỉ vì không muốn thấy hai đứa con trai của mình chém giết lẫn nhau. Vì con, Vũ Văn Bân không thèm tin, cười nhạo một tiếng, bố muốn nó trở về gia tộc cứ việc nói thẳng, sao phải giả dối như vậy? Không lẽ bố thực sự cho rằng nó nói có thể khiến gia tộc Vũ Văn gặp phải nguy cơ trước đó thì nó sẽ làm được thật đấy chứ? Bố giả rồi, hồ đồ rồi. Đây chỉ là một vở kịch ngu xuẩn hai đứa con riêng này tạo nên để chiếm đoạt gia tộc Vũ Văn mà thôi. Sao bố lại tin hả? Vũ Văn Bân bật cười khinh thường. Nhưng anh ta vừa mới dứt lời, một ông già mặc sườn xám nam vội vàng lao vào phòng họp, vẻ mặt bối rối. Ông chủ, không xong rồi. Các sản nghiệp của gia tộc Vũ Văn lại bị chèn ép, tài sản của gia tộc đang giảm sút nhanh chóng. Tổn thất lần này còn kinh khủng hơn cả lần trước. Nếu không thể kịp thời ngăn lại, chỉ sợ sau hôm nay giá trị tài sản của gia tộc Vũ Văn sẽ giảm mất 10%. Gương mặt già nua của quản gia tràn đầy hoảng loạn. Cái gì? Không phải vừa mới khôi phục lại rồi à? Sao lại tổn thất tiếp? Tổn thất 10% giá trị tài sản đủ để gia tộc Vũ Văn bị đá khỏi 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đấy. Nhất định phải mau chóng nghĩ cách ngăn lại. Nếu không sản nghiệp tổ tông tích lũy mấy đời đều sẽ bị hủy trong tay thế hệ chúng ta. Mọi người trong phòng họp đều hoảng sợ, sốt ruột kêu lên. Chỉ có Vũ Văn Cao Dương vẫn bình thản như cũ. Ông ta biết hết thảy đều do Dương Thanh gây ra, chỉ có anh mới làm được như vậy. Con đã bắt đầu trả thù gia tộc Vũ Văn rồi sao? Trong lòng Vũ Văn Cao Dương tràn đầy đau thương. Vương Thành tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh hãi. Hắn ta biết nhà họ Hoàng đã quy phục Dương Thanh, cũng biết anh có quan hệ với nhà họ Diệp. Thế nhưng chỉ với hai gia tộc này mà đòi giá trị tài sản của gia tộc Vũ Văn giảm mất 10% trong vòng một ngày là điều không thể. Chẳng lẽ nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp vẫn chưa phải là toàn bộ thế lực của Dương Thanh?
gọi điện thoại cho thằng bé đi. Vũ Văn Cao Dương chợt lên tiếng. Bấy giờ, Vương Thành mới lấy lại tinh thần. Những người khác cũng bình tĩnh lại, chợt nhớ trong cuộc điện thoại vừa nãy của Vương Thành, đối phương đã nói muốn gia tộc Vũ Văn gặp phải phiền phức trước đó thêm lần nữa. Chẳng lẽ, người kia thực sự làm được rồi sao? Có người bất giác nhìn đồng hồ, bỗng thấy hoảng hốt. Từ lúc Vương Thành gọi điện thoại đến giờ mới được 5 phút. Trong vòng 5 phút có thể khiến gia tộc Vũ Văn thiệt hại nặng nề như vậy, đây thực sự là do cậu bé bị trục xuất khỏi gia tộc vào 18 năm trước gây ra sao? Vũ Văn Bân hoảng sợ run lẩy bẩy, toàn thân lạnh buốt, lảo đảo lùi lại về sau, thốt lên, không thể nào. Không thể như vậy được. Cả gia tộc phải kinh sợ. Vương Thành không hề do dự, vội vàng gọi điện thoại cho Dương Thanh. Cậu dừng lại đi, hắn ta đi thẳng vào vấn đề. Được. Dương Thanh chỉ đáp lại một chữ liền cúp máy. Bởi vì mày ngu ngốc, không biết đắc tội phải người nào nên mới gây ra phiền phức lớn cho gia tộc. Bây giờ sự thật bày ra trước mắt, mày vẫn không chịu tin. Mày nói xem, loại người như mày có tư cách tiếp tục làm người thừa kế của gia tộc Vũ Văn nữa không? Sau khi cúp máy, Vương Thành châm chọc hỏi Vũ Văn Bân. Anh ta bị chất vấn liên tiếp, sắc mặt thoát cái trắng bệch. Nhưng anh ta vẫn không chịu tin phiền phức của gia tộc Vũ Văn do Dương Thanh làm, cũng không tin Dương Thanh có thể giải quyết được phiền phức lần này. Tất cả đều là trùng hợp mà thôi. Mày nghĩ lừa được người khác sẽ lừa được cả tao à? Một thằng con riêng bị đuổi khỏi gia tộc, không có gia tộc làm chỗ dựa sao có thể định đoạt chuyện của gia tộc Vũ Văn chỉ bằng một câu nói. Bố tao là chủ nhà Vũ Văn. Mẹ tao là người của hoàng tộc Chiêu Châu, tao sinh ra đã cao quý, một thằng con rơi sánh được với tao chắc. Vũ Văn Bân ngạo nghễ chất vấn Vương Thành. Anh ta quả thực có tư cách kiêu ngạo, giống như lời anh ta nói, bố là chủ gia tộc Vũ Văn, mẹ càng cao quý hơn, là người trong hoàng tộc. Hoàng tộc Chiêu Châu mới thực sự là hoàng thân quốc thích. Chủ nhân của hoàng tộc là người đứng đầu cả một châu, cả thân phận và địa vị đều cực kỳ cao quý. Chiêu Châu có tổng cộng 5 châu, tương ứng với 5 hoàng tộc. Mẹ của Vũ Văn Bân là người của một trong 5 hoàng tộc đó, địa vị cực cao. Chính vì vậy, anh ta mới có thể vừa ra đời đã được lập làm người thừa kế của gia tộc Vũ Văn. Vậy nên làm sao Vũ Văn Bân có thể chịu đựng được một đứa con riêng dám định đoạt vận mệnh của anh ta? Mặc dù Vương Thành không biết thế lực của Dương Thanh là gì nhưng lại mơ hồ cảm thấy anh không hề e ngại hoàng tộc của Chiêu Châu. Lúc này, hắn ta vô cùng tin tưởng Dương Thanh, cũng không còn lựa chọn nào khác. Từ lúc đặt chân vào gia tộc Vũ Văn, ý trời đã định hắn ta phải đối mặt với những chuyện này. Mày nói không sai, bố mày là chủ của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, mẹ mày là người của hoàng tộc Chiêu Châu. Nhưng tất cả đều là bố mẹ mày tạo ra, liên quan quái gì tới mày? Mày là chàng trai vàng trong làng đầu thai, sinh ra trong một gia đình như vậy. Nếu không có bố mẹ nâng đỡ, tự mày có làm ra được thành tựu gì không? Một đứa con riêng bị gia tộc trục xuất, không có chỗ dựa gì, bằng vào sức mình trưởng thành như ngày nay, có thể định đoạt số phận của gia tộc Vũ Văn chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Mày nói cho tao biết, một đứa con riêng như thế này, mày lấy gì ra so với người ta? Mày xứng sao? Vương Thành phản bác đanh thép, sắc mặt lạnh lùng. Tất cả mọi người đều im phăng phắc. Vũ Văn Bân giật mình sửng sốt, bỗng điên cuồng cười phá lên. Mày nói không sai, nhưng chỉ khi mọi phiền toái của gia tộc Vũ Văn đều do nó gây ra mới đủ chứng minh, nó thực sự có năng lực dùng một câu nói hủy diệt gia tộc Vũ Văn. Nếu không, nó so được với tao sao? Tao sinh ra trong gia đình quyền thế, đây cũng là một phần tạo nên thực lực của tao. Tao được ông trời ưu ái cho điều kiện tốt, tại sao không thể dùng? Chẳng qua mày chỉ đang ghen tị và thù ghét với người giàu, người có quyền mà thôi. Tao có bố mẹ quyền thế như vậy đấy, mày làm gì được tao? Vũ Văn Bân điên cuồng cười lớn, mặt mày dữ tợn. Hiện giờ trông anh ta rất đáng sợ. Vương Thành chỉ cười nhạo một tiếng, chắc là không lâu nữa, mày sẽ biết mày chả là cái thá gì trong mắt cậu ấy. Hắn ta vừa dứt lời, quản gia già lại xông vào phòng họp, vui sướng báo tin, ông chủ, có tin tốt. Nguy cơ của gia tộc biến mất rồi. Không biết tại sao giá trị tài sản bị sụt giảm lại đột nhiên tăng vọt. Với tốc độ tăng trưởng này, chúng ta sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sợ chết khiếp. Vương Thành không kìm nén cảm xúc nữa, cười như điên, Vũ Văn Bân,
mày còn muốn nói gì nữa không? Còn nhớ tao vừa nói gì không? Cậu ấy dùng sức chính mình đạt được hết thảy. So với cậu ấy, mày chả là cái thá gì. Thậm chí mày còn chẳng có tư cách so với cậu ấy. Vương Thành cười nói, ngôn từ sắc bén. Mặt mũi Vũ Văn Bân tái nhợt, hai mắt đỏ sậm giận dữ hét, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Sao thằng vô dụng ấy lại làm được? Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Anh ta gào thét ầm ĩ rồi chạy ra khỏi phòng họp dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Vũ Văn Cao Dương nhắm mắt hồi lâu mới mở ra, nhìn Vương Thành một cách sâu xa, cậu bảo với nó muốn gì tôi đều cho được. Dù nó muốn cái mạng già này của tôi cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Mọi người nghe xong đều sững sờ. Vương Thành cũng kinh ngạc. Hắn ta không biết thù hận giữa Vũ Văn Cao Dương và Dương Thanh ra sao, chỉ biết Dương Thanh có năng lực hủy diệt gia tộc Vũ Văn. Vũ Văn Cao Dương dừng một chút rồi nói tiếp, chỉ mong nó có thể tha cho gia tộc Vũ Văn một con đường sống. Sai lầm tôi phạm phải, tôi đồng ý trả bằng mọi giá. Dứt lời, ông ta quay người rời đi. Vương Thành nhìn theo bóng lưng của Vũ Văn Cao Dương, chợt cảm thấy dường như lưng ông ta hơi còng xuống. Tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy. Đến khi bóng dáng Vũ Văn Cao Dương hoàn toàn biến mất, Vương Thành mới lặng lẽ nói. Cùng lúc đó trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Đế Đô, Dương Thanh đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt buồn bã. Không biết tại sao, anh cứ tưởng làm như vậy sẽ thấy vui vẻ. Bây giờ, Vũ Văn Bân bị tước quyền thừa kế, Vũ Văn Cao Dương cũng thấy hối hận. Tại sao anh không hề thấy vui? Đúng lúc này, Vương Thành gọi điện tới. Dương Thanh, ông ta bảo tôi chuyển lời cho cậu, cậu muốn gì ông ta cũng cho. Ông ta sẽ chịu trách nhiệm về sai lầm năm đó. Cậu muốn lấy mạng ông ta lúc nào cũng được. Chỉ mong cậu có thể tha cho gia tộc Vũ Văn một con đường sống. Kẻ thù giết bố. Nghe xong điện thoại, Dương Thanh cô đơn đứng cạnh cửa sổ, tựa như một bức tượng. Thực ra đến hôm nay, anh đã thắng, nhưng trong lòng lại chẳng hề cảm nhận được niềm vui thắng lợi. Nếu trước khi mẹ anh chết không ép anh thề không được trả thù gia tộc Vũ Văn, có lẽ từ ngày anh rời khỏi biên giới phía Bắc, gia tộc này đã không còn tồn tại. Xế chiều hôm đó, một tin tức gây chấn động khắp Yến Đô. Vũ Văn Bân bị tước quyền thừa kế, Vương Thành trở thành người thừa kế mới của gia tộc Vũ Văn. Mọi người nhanh chóng điều tra lai lịch của Vương Thành. Sáng hôm sau, trong phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của trụ sở chính tập đoàn Nhạn Thanh. Vài nhân viên đang sắp xếp lại nội thất văn phòng, bụi bay mù mịt. Thưa chủ tịch, đây là bản vẽ thiết kế nội thất dựa theo phòng làm việc của cậu ở chi nhánh Giang Hải, cậu thấy thế nào? Lạc Bân đưa mấy bản vẽ thiết kế cho Dương Thanh xem. Trước khi Dương Thanh trở về từ biên giới phía Bắc, phòng chủ tịch thuộc về Lạc Bân. Lúc ấy, cổ phần của tập đoàn Nhạn Thanh bị Vũ Văn Bân cầm đầu một vài người dòng chính trong gia tộc nắm giữ. Sau khi biết Dương Thanh trở về, Vũ Văn Cao Dương mới thu hồi toàn bộ cổ phần trả lại cho anh. Dương Thanh xem lướt qua rồi trả bản vẽ cho Lạc Bân, cứ sửa lại theo bản thiết kế đi. Từ sau ngày người của Vũ Văn Bân đều bị bắt đi, Dương Thanh mới triệt để nắm giữ quyền kiểm soát tập đoàn Nhạn Thanh. Anh muốn hủy diệt tất cả những gì từng thuộc về Vũ Văn Bân. Dương Thanh đứng trên tầng cao nhất ngắm nhìn Yến Đô, ánh mắt chất chứa bi thương, trầm giọng nói, mẹ có thấy không? Con đã đòi lại những gì thuộc về mẹ. Sau này tập đoàn Nhạn Thanh sẽ trở thành tập đoàn lớn nhất Chiêu Châu, thậm chí là cả thế giới. Câu nói này khiến Lạc Bân vẫn lặng lẽ đứng sau kinh hãi. Lạc Bân đi theo Dương Thanh lâu như vậy, đương nhiên biết anh chưa từng nói suông. Dường như ông ta đã thấy ngày tập đoàn Nhạn Thanh vươn lên đỉnh cao thế giới. Anh Thanh, người nhà họ Diệp tới. Đúng lúc này, Mã Siêu đi đến bên cạnh Dương Thanh nói. Đối phương chừng 30 tuổi, tên là Diệp Vô Song. Chủ tịch, Diệp Vô Song là người ưu tú nhất trong ba đời nhà họ Diệp, được ông chủ Diệp rất coi trọng, hiện đang phụ trách rất nhiều sản nghiệp của gia tộc. Lạc Bân nhanh chóng giải thích. Hôm qua vừa mới nhờ vả nhà họ Diệp, nếu bây giờ không chịu gặp mặt quả thực không hay lắm. Tôi đợi anh ta ở văn phòng của sếp Lạc, Dương Thanh nói xong liền đi tới văn phòng của Lạc Bân. Ngay sau đó, một người trẻ tuổi đi vào. Chính là Diệp Vô Song, người ưu tú nhất trong ba đời nhà họ Diệp. Diệp Vô Song khoảng chừng 30 tuổi, mặc một bộ vest thoải mái, đầu tóc gọn gàng, khí chất hơn người.
trên gương mặt góc cạnh nở nụ cười mang vẻ ung dung xen lẫn vài phần tự tin. Lúc Dương Thanh đang đánh giá Diệp Vô Song, đối phương cũng đánh giá lại anh. Đây là lần đầu tiên Diệp Vô Song gặp Dương Thanh. Từ khi bước vào văn phòng, anh ta đã bị ánh mắt của Dương Thanh hấp dẫn. Đôi mắt ấy vô cùng sắc bén, khiến anh ta có cảm giác ánh mắt của Dương Thanh như đang nhìn một xác chết. Trong ánh mắt của anh không có chút tình cảm nào, lạnh lùng, sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ mới nhìn thấy một lần, Diệp Vô Song đã biết chàng trai trước mắt không hề đơn giản như tin tức nhà họ Diệp điều tra được. Cậu là cậu Thanh phải không? Diệp Vô Song chủ động giơ tay ra, tươi cười hỏi Dương Thanh. Dương Thanh không bắt tay anh ta, lạnh nhạt nói, ngồi đi. Diệp Vô Song chợt có cảm giác như đi gặp phụ huynh. Khí thế trên người Dương Thanh cực kỳ mạnh mẽ, dù là gặp ông chủ Diệp cũng không khiến anh ta cảm thấy áp lực như vậy. Diệp Vô Song bình tĩnh thu tay về, mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện Dương Thanh. Anh Song tìm tôi có chuyện gì? Dương Thanh lên tiếng hỏi. Anh không thân quen với nhà họ Diệp, càng không cần phải tươi cười niềm nở. Nếu không vì Diệp Mạn là mẹ đẻ của Tần Thanh Tâm, nhà họ Diệp đã bị Dương Thanh cho vào sổ đen từ lúc bà ta lấy thân thế của cô ra uy hiếp anh rồi. Tối nay là tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông nội tôi. Gia tộc bảo tôi tới mời cậu tham dự. Giọng nói của Diệp Vô Song rất dễ nghe, như gió xuân tươi mát. Dương Thanh kinh ngạc nghĩ, ông nội của Diệp Vô Song chính là chủ nhà họ Diệp. Lão ta mừng thọ 80 tuổi lại mời anh tới, còn cho đứa cháu được gia tộc vô cùng coi trọng đến mời. Tôi cũng đang định đi gặp ông chủ Diệp. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông ấy, đương nhiên tôi sẽ đi. Dương Thanh đáp, lần này tới Yến Đô, ngoại trừ giải quyết hôn nhân của Ngải Lâm, Dương Thanh cũng muốn tiếp xúc với 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô một chút. Còn việc của tập đoàn Nhạn Thanh chỉ là ngoài ý muốn. Bởi vì vẫn chưa cân nhắc nên đối mặt với gia tộc Vũ Văn thế nào nên Dương Thanh vẫn lần lữa mãi không chịu đến Yến Đô. Nếu không phải giúp đỡ Ngải Lâm bị ép hôn, anh sẽ không đến đây sớm như vậy. Sau khi đến mới biết Lạc Bân phải chịu rất nhiều áp lực, trong cơn tức giận mới thay máu cả tập đoàn Nhạn Thanh. Không kể quan hệ của Diệp Mạn và Tần Thanh Tâm, địa vị của nhà họ Diệp ở Yến Đô cũng đủ khiến Dương Thanh muốn tiếp xúc với bọn họ. Bây giờ cơ hội bày ra trước mắt, đương nhiên anh sẽ không bỏ lỡ. Nghe thấy Dương Thanh nhận lời, Diệp Vô Song vui vẻ cười nói, vậy thì tôi xin về trước. Hẹn gặp lại cậu ở nhà họ Diệp vào 8 giờ tối nay. Được. Dương Thanh gật đầu đáp. Sau khi Diệp Vô Song rời đi, Mã Siêu mới lên tiếng, anh Thanh. Nhà họ Diệp chủ động như vậy, chỉ e không đơn giản. Dương Thanh bất ngờ nhìn anh ta, xem ra cậu ở Yến Đô một thời gian đã tiến bộ hơn rồi. Mã Siêu ngượng ngùng gãi đầu, nói, theo em được biết, đám người nhà họ Diệp đều không phải dạng vừa đâu. Nếu họ chỉ biết chút ít về thân phận của anh, hoàn toàn không đủ để phái Diệp Vô Song tự mình đến mời anh tham gia tiệc mừng thọ. Dương Thanh gật đầu nheo mắt, chợt nhớ lại chuyện về bố đẻ Tần Thanh Tâm mà Diệp Mạn từng kể. Anh không biết chuyện này là thật hay giả, nhưng nếu là thật, nhà họ Diệp chính là kẻ thù giết chết bố đẻ của Tần Thanh Tâm. Dương Thanh là chồng cô, không thể tha cho bọn họ. Không cần biết nhà họ Diệp có phải dạng vừa hay không, chỉ cần biết nếu họ dám tìm đường chết, chúng ta cứ cho họ toại nguyện. Dương Thanh chợt lên tiếng, vẻ mặt tràn đầy sát khí. Giải thích rõ ràng. 7 rưỡi tối, Dương Thanh dẫn Mã Siêu đi vào nhà họ Diệp. Lúc này nhà họ Diệp đèn điện sáng trưng, bãi đỗ xe trước cổng kín mít đủ loại xe sang. Cái nào cũng có giá trị hàng chục triệu. Chiếc Maybach của Dương Thanh chỉ được coi là xe sang loại thường. Hôm nay, nhà họ Diệp thật náo nhiệt. Sau khi xuống xe, Dương Thanh cười nói. Mã Siêu đứng sau lưng Dương Thanh, ánh mắt sắc bén quét tới sâu trong trang viên, khóe miệng khẽ dương lên châm chọc nói, hy vọng nhà họ Diệp biết an phận. Xin xuất trình thư mời. Hai người vừa bước tới cổng trang viên đã bị hai tên mặc đồng phục bảo vệ cản lại. Mã Siêu cau mày bước lên, lạnh lùng nói, thư mời. Vào nhà họ Diệp còn cần thư mời sao? Nghe vậy, sắc mặt hai tên bảo vệ lập tức thay đổi. Vừa rồi thấy hai người họ đi ra từ một chiếc Maybach có giá trị không nhỏ nên mới tỏ ra cung kính. Bây giờ thấy rõ ràng không có thư mời liền nhíu mày thay đổi thái độ, cười lạnh nói, nói nhảm, nhà họ Diệp là nơi nào cơ chứ? Không có thư mời sao có thể tùy tiện tiến vào. Lúc này lại có một nhóm nam nữ mặc quần áo sang trọng đi tới,
ai cũng cầm thư mời trong tay. Dương Thanh mới biết thì ra phải có thư mời mới vào được. Diệp Vô Song của nhà họ Diệp tự tới tập đoàn Nhạn Thanh mời chủ tịch của chúng tôi tới, các người dám ngăn cản sao? Không sợ Diệp Vô Song biết được sẽ trách tội à? Mã Siêu lạnh giọng chất vấn. Dương Thanh không nói gì, chỉ ngửi thấy mùi âm mưu. Lúc trước khi Diệp Vô Song tới tập đoàn Nhạn Thanh tìm anh, nói ông chủ Diệp bảo anh ta mời mình tới, anh còn cảm thấy kinh ngạc. Không hề giống nói dối. Nhưng nếu không phải giả dối, tại sao không đưa thư mời cho anh? Để bây giờ bị chặn lại ở ngoài cổng nhà họ Diệp. Các người đang kể chuyện cười đấy à? Nghe Mã Siêu nói Diệp Vô Song mời bọn họ đến, hai tên bảo vệ liếc nhìn nhau tỏ vẻ khinh thường. Một tên cười lạnh nói, cậu Song là người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Diệp, thân phận cao quý như vậy sao có thể tự mình đi mời các người? Đám nam nữ mới tới cũng xì xào bàn tán, vẻ mặt khinh bỉ. Dám giả mạo khách của anh Song, đúng là đồ ngu xuẩn không sợ chết. Anh Song là người thừa kế tương lai được chỉ định, hai thằng nhóc danh cũng dám xưng là khách quý được anh Song mời tới sao? Tôi thấy bọn họ giống nhà giàu mới nổi, tưởng kiếm được ít tiền là có thể giả mạo người quen của anh Song. Hiện giờ là lúc khách đến nườm nượp, nhiều nam nữ trẻ tuổi đều chế giễu nhìn Dương Thanh và Mã Siêu. Mã Siêu rất tức giận, nếu không có Dương Thanh cản lại, anh ta sẽ không nói nhảm nhiều như vậy mà ra tay dạy dỗ từ lâu rồi. Anh Thanh! Đúng lúc này, giọng nói tràn đầy vui sướng vang lên sau lưng Dương Thanh. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng đi tới, tươi cười nhìn Dương Thanh, không ngờ lại gặp anh ở đây. Chào cô Điệp! Dương Thanh nhìn thấy cô ta, nở nụ cười thân thiện. Cô ta từng đi theo Diệp Mạn tới Giang Hải, cũng từng gặp anh. Hình như tên là Diệp Tiêu Điệp. Đám người vừa mới chê cười Dương Thanh và Mã Siêu thấy Diệp Tiêu Điệp xuất hiện liền im bặt. Hai tên bảo vệ canh cổng cũng kinh ngạc, không ngờ Dương Thanh lại quen biết Diệp Tiêu Điệp. Các người mắt chó đuôi mù sao? Anh Thanh là khách quý được ông nội điểm danh mời tới mà các người cũng dám ngăn cản. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Diệp Tiêu Điệp tràn đầy tức giận. Sau khi rời khỏi Giang Hải, cô ta vẫn luôn nhớ nhung Dương Thanh, nhất là khi biết anh đã kết hôn lại càng đau lòng khôn tả. Một năm trước cô ta bị cướp biển bắt đi, suýt bị làm nhục, may có Dương Thanh như thần linh từ trên trời giáng xuống cứu giúp. Tới tận bây giờ, cảnh tượng lúc ấy vẫn khắc sâu trong ký ức của cô ta. Thưa cô Điệp, chúng tôi cũng chỉ làm theo quy định. Không có thư mời không được phép đi vào, xin cô Điệp hiểu cho. Hai tên bảo vệ rất kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nghe vậy, Diệp Tiêu Điệp tức giận nghiến răng nghiến lợi, ý của các người là... Đến cả tôi cũng không có tư cách dẫn họ vào sao. Hai tên bảo vệ tỏ ra khó xử, gật đầu đáp, xin cô Điệp đừng làm khó chúng tôi. Chết tiệt, các người dám ngăn cản tôi sao? Chẳng lẽ tôi không có thư mời thì cũng không được vào à? Diệp Tiêu Điệp giận dữ quát. Dương Thanh không khỏi cau mày. Nếu anh còn chưa nhận ra có người trong nhà họ Diệp đang nhắm vào mình thì đúng là thằng ngu. Anh không ngờ đến cả Diệp Tiêu Điệp cũng bị đám bảo vệ của gia tộc chống đối. Cô Điệp đương nhiên có thể tự do đi vào, nhưng người ngoài không có thư mời tuyệt đối không được phép vào. Bảo vệ thành thật nói, không hề nhún nhường. Rõ ràng, có người âm thầm dặn dò nên bọn họ mới dám chống đối Diệp Tiêu Điệp như vậy. Người đứng sau chắc chắn có thân phận và địa vị cao hơn Diệp Tiêu Điệp. Nhà họ Diệp đã không chào đón, tôi cũng không cần tham gia bữa tiệc này làm gì. Dương Thanh bỗng lên tiếng, lập tức quay người định rời đi. Anh Thanh chờ đã. Diệp Tiêu Điệp đỏ bừng mắt nói, anh chờ một chút, em lập tức gọi người tới. Xin cậu Thanh dừng bước. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Đám người nhao nhao nhìn sang. Diệp Vô Song tươi cười bước xuống khỏi chiếc Bentley màu đen, vội vàng đi về phía Dương Thanh. Em cũng tới rồi à? Lúc trông thấy Diệp Tiêu Điệp, Diệp Vô Song hơi kinh ngạc nhưng che giấu rất kỹ. Dương Thanh nhìn chằm chằm Diệp Vô Song. Muốn nhìn ra gì đó từ người anh ta. Nhưng anh chẳng nhìn ra được gì. Hoặc là Diệp Vô Song diễn quá tốt, hoặc là anh ta thực sự quên đưa giấy mời cho Dương Thanh. Xin lỗi cậu Thanh, tôi đến chậm. Diệp Vô Song đi tới trước mặt anh, thái độ khiêm tốn, vẻ mặt áy náy. Dứt lời, anh ta quay sang quát hai tên bảo vệ, các người to gan lắm, đến cả khách quý của ông nội tôi cũng dám ngăn cản. Nghe vậy, hai tên bảo vệ hoảng hốt quỳ xuống. Sợ xanh mặt nói, cậu Song,
chúng tôi không biết cậu Thanh là khách quý của ông chủ. Nếu không cho chúng tôi 10 lá gan cũng không dám vô lễ với cậu Thanh. Bây giờ lập tức tới phòng tài vụ nhận tiền lương rồi cút khỏi Yến Đô đi. Nếu tôi biết hai người dám ở lại Yến Đô, đừng trách tôi không nương tay. Trong mắt Diệp Vô Song thoáng hiện lên sát khí. Hai tên bảo vệ sợ hãi vội vàng chạy đi. Đứng lại. Mã Siêu đột nhiên quát lớn, nhìn chằm chằm hai tên bảo vệ, giải thích rõ ràng rồi hắng đi. Nếu không giải thích rõ, tôi tiễn các người xuống mồ. Dầm. Dứt lời, Mã Siêu đạp mạnh một cái. Bàn đá xanh vỡ nát trước ánh mặt khiếp sợ của mọi người, gây ra tiếng vang thật lớn. Cơ mặt Diệp Vô Song đứng bên cạnh chợt co quắp, hai mắt lóe sáng. Chị là bà cô già. Dương Thanh Tinh mắt nhìn thấy sự e ngại lóe lên trong mắt Diệp Vô Song. Quả nhiên, anh ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đến cả Dương Thanh cũng nhìn lầm, đúng là không tầm thường. Không cần biết anh ta là người khó lường cỡ nào, trước mặt Dương Thanh cũng chỉ là mây bay. Nói, Mã Siêu chạy tới trước mặt hai tên bảo vệ, đằng đằng sát khí quát. Hai tên bảo vệ run lẩy bẩy, ánh mắt khẩn cầu nhìn Diệp Vô Song. Lòng Diệp Vô Song trầm xuống, cả giận nói, người ta bảo nói thì nói đi. Nếu dám giấu giếm, đừng trách tôi không khách sáo. Câu nói này nghe qua không có vấn đề gì, nhưng đặt trong tình huống này lại tràn đầy uy hiếp. Mặt hai tên bảo vệ trắng bệch, rõ ràng Diệp Vô Song đang cảnh cáo bọn họ. Đối với bọn họ, nhà họ Diệp chính là quái vật khổng lồ, sao dám đắc tội? Chúng tôi chỉ làm việc theo quy định, không cần biết là ai, không có thư mời sẽ không được vào. Hai tên bảo vệ kiên trì với lý do Dương Thanh không có thư mời nên mới ngăn cản bọn họ. Mã Siêu cười lạnh một tiếng, các người đã muốn chết, tôi không ngại tiễn các người lên đường. Dứt lời, anh ta nhấc chân lên chuẩn bị đạp xuống người hai tên bảo vệ kia. Đủ rồi. Hai tên bảo vệ sợ phát khiếp, trơ mắt nhìn chân của Mã Siêu ngày càng đến gần đầu mình. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên. Chân của Mã Siêu khựng lại. Cách huyệt thái dương của một tên bảo vệ vài centimet. Hai tên bảo vệ sợ hết hồn, nhất là tên suýt bị Mã Siêu đạp trúng toát mồ hôi lạnh, toàn thân sụi lơ không còn sức lực. Nếu đã làm theo quy định thì có thể hiểu được. Dương Thanh nói xong, cười híp mắt hỏi Diệp Vô Song, anh Song thấy tôi nói không sai chứ? Diệp Vô Song dùng mình, chẳng biết tại sao cứ có cảm giác Dương Thanh đã nhìn ra cái gì đó. Anh ta ngượng ngùng cười đáp, cậu Thanh đã không so đo. Đương nhiên tôi cũng sẽ không truy cứu bọn họ. Dứt lời, anh ta lạnh giọng quát hai tên bảo vệ, còn không mau cảm ơn cậu Thanh cứu mạng đi. Hai tên bảo vệ bừng tỉnh, vội vàng nói cảm ơn cậu Thanh. Cảm ơn cậu Thanh, mời cậu Thanh vào. Diệp Vô Song nhanh chóng khôi phục sắc mặt bình thường. Mọi người xung quanh trợn tròn mắt nhìn Diệp Vô Song dẫn Dương Thanh và Mã Siêu đi vào trang viên nhà họ Diệp. Chẳng mấy chốc đã đi tới sảnh chính của một tòa nhà chuyên tổ chức tiệc. Diệp Vô Song dừng bước, cười nói, đây chính là nơi tổ chức tiệc mừng thọ ngày hôm nay. Tôi còn chút việc phải đi trước, gặp lại cậu sau. Được, Dương Thanh gật đầu đáp. Sau khi Diệp Vô Song rời đi, Mã Siêu hừ lạnh một tiếng, anh Thanh, vừa rồi chúng ta bị cản lại ở cổng rõ ràng là do anh ta giở trò. Tại sao anh không vạch trần bộ mặt dối trá của anh ta? Dương Thanh cười nói, khó có người đồng trang lứa khiến tôi nhìn lầm. Nếu vạch trần bộ mặt giả tạo của anh ta dễ như vậy thì đáng tiếc lắm. Mã Siêu lắc đầu bất lực, mỗi anh có thú vui chơi đùa với kẻ gian trá này thôi. Em sợ trong buổi tiệc vẫn còn phiền phức, tôi không sợ phiền phức, chỉ sợ phiền phức quá ít, không đủ để tôi động vào nhà họ Diệp. Dương Thanh bật cười đáp. Dứt lời, anh cất bước đi thẳng vào sảnh lớn của phòng tiệc. Mã Siêu sửng sốt, nhanh chóng hiểu ra ý tứ của Dương Thanh. Anh Thanh đang định ra tay với nhà họ Diệp sao? Mã Siêu chợt cảm thấy chờ mong. Hai người lần lượt bước vào trong sảnh lớn. Bên trong phòng tiệc được trang hoàng lộng lẫy, đèn chùm sáng loáng. Đã có rất nhiều người tới. Rõ ràng tất cả đều là người của các gia tộc lớn ở Yến Đô, nếu không cũng không có tư cách được mời tới đây. Sự xuất hiện của Dương Thanh và Mã Siêu lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Ai cũng là người có mặt mũi ở Yến Đô. Hầu như đều quen biết lẫn nhau. Chỉ có Dương Thanh và Mã Siêu trông lạ mặt, rõ ràng là người từ bên ngoài tới. Anh Thanh, hình như có rất nhiều người đẹp đang nhìn anh. Mã Siêu cười xấu xa. Dương Thanh trừng mắt,
bất đắc dĩ nói, cậu thích thì tôi giới thiệu giúp cho. Mã Siêu vội vàng lắc đầu nói, trong lòng em chỉ có Ngải Lâm. Hôm nay Dương Thanh mặc một bộ vest màu đen, cổ áo đeo nơ màu đen, đi một đôi giày da cũng màu đen. Khí chất của Dương Thanh vốn rất hút mắt, gương mặt góc cạnh nam tính, ngũ quan sắc bén, rất được lòng chị em phụ nữ. Các cô gái ở đây đều đến từ các gia tộc danh giá ở Yến Đô, ai cũng rất yêu thích người đàn ông đẹp trai xuất chúng như Dương Thanh. Anh chàng đẹp trai này lạ mắt quá, không biết là cậu chủ nhà nào. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu đen đi tới, mỉm cười hỏi Dương Thanh. Trông cô ta khoảng chừng 35, 36 tuổi, trang điểm rất đậm, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, khí chất hơn người. Xem ra là một người phụ nữ độc lập thành công, đứng ở địa vị cao lâu ngày. Thấy cô ta tới gần Dương Thanh, rất nhiều người đều tỏ ra hứng thú. Là Tô Tĩnh, chủ tịch của công ty giải trí Tĩnh An, nghe nói rất nhiều nghệ sĩ nam dưới trướng đều phải lên giường với cô ta. Chàng trai trẻ này bị Tô Tĩnh để mắt tới rồi, đúng là may mắn. Sao lại là may mắn? Cô ta chính là một con rắn độc, ăn người không nhả xương. Nhiều người thì thầm bàn tán. Tai của Dương Thanh rất thính, nghe bọn họ bàn tán đã biết người phụ nữ trước mặt là ai. Chị hiểu lầm rồi, mấy gia tộc ở Yến Đô không đủ tư cách để tôi làm cậu chủ của bọn họ. Dương Thanh cười híp mắt nói. Nghe vậy, Tô Tĩnh sửng sốt trong giây lát rồi nhanh chóng che miệng cười khẽ, hờn dỗi lườm Dương Thanh rồi nói, cậu thực sự rất hài hước. Dứt lời, cô ta bật cười tự giới thiệu, tôi là Tô Tĩnh, chủ tịch công ty giải trí Tĩnh An. Cậu có thể gọi tôi là chị Tĩnh. Dương Thanh chỉ cười nhạt một tiếng, không hề có ý định trò chuyện thêm. Hôm nay anh tới đây cũng không phải để tán gái. Cậu đẹp trai không muốn tự giới thiệu chút sao? Tô Tĩnh nháy mắt với anh, cười hỏi. Dương Thanh lắc đầu đáp, chị vẫn không nên quen biết tôi thì hơn. Nếu không sau hôm nay, có lẽ chị sẽ phải hối hận đấy. Tô Tĩnh phì cười, được rồi, tôi nói thẳng cho cậu biết. Tôi rất ưng mắt ngoại hình của cậu. Chỉ cần cậu đồng ý, từ lúc này tôi sẽ là bạn gái của cậu. Dương Thanh kỳ quái nhìn Tô Tĩnh. Anh đã tỏ ra lạnh nhạt, không hề có hứng thú, vậy mà cô ta vẫn muốn tiếp cận anh. Này bà cô già, chắc chị phải hơn 50 tuổi rồi nhỉ. Anh Thanh của tôi còn chưa tới 30 đâu, chị muốn làm bạn gái của anh ấy e rằng không ổn. Mã Siêu bỗng tiến lên đứng chắn trước mặt Dương Thanh, khóe miệng cong lên, châm chọc nói. Toàn bộ mọi người đều kinh hãi. Tô Tĩnh đã 36 tuổi nhưng cách ăn mặc cực kỳ trẻ trung. Nhìn bề ngoài chẳng khác nào cô gái đôi mươi. Vậy mà Mã Siêu dám nói cô ta là bà cô già hơn 50 tuổi, quả thực là sỉ nhục Tô Tĩnh. Nụ cười trên mặt Tô Tĩnh lập tức biến mất, vẻ mặt trở nên dữ tợn, chẳng nói chẳng rằng lập tức giơ tay lên định tát Mã Siêu. Thực lực của Mã Siêu. Rất nhiều người đều kinh ngạc hô lên, trừng mắt nhìn theo bàn tay của Tô Tĩnh đánh tới mặt Mã Siêu. Bốp! Tiếng bạt tai thanh thúy bỗng vang lên. Lúc nhìn thấy Mã Siêu tát vào mặt Tô Tĩnh, mọi người đều sợ ngây người, há hốc mồm. Mày dám đánh tao sao? Tô Tĩnh bừng má chỗ bị Mã Siêu đánh, vẻ mặt kinh hãi không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Khóe miệng cô ta còn vương chút máu tươi, có thể thấy cái tát của Mã Siêu mạnh đến mức nào. Cô ta không biết Mã Siêu mới chỉ dùng chưa tới 1% sức lực. Nếu không... Đến cả cơ hội đứng nguyên tại chỗ nói chuyện cô ta cũng không có. Mã Siêu lười đáp lại, lặng lẽ trở về đứng sau lưng Dương Thanh, giống như người vừa tát Tô Tĩnh không phải anh ta. Mày dám coi thường tao à? Mày biết bà đây là ai không? Dám đánh tao, tao sẽ khiến mày không sống nổi qua đêm nay. Sự khinh thường của Mã Siêu khiến Tô Tĩnh thẹn quá hóa giận, dữ tợn gào lên. Gương mặt trang điểm dày cộp vặn vẹo trở nên vô cùng xấu xí. Nếp nhăn dưới khóe mặt cũng lộ ra. Dù cô ta trang điểm tỉ mẩn đến đâu, chăm sóc da tốt cỡ nào cũng không thể che được dấu vết của thời gian để lại trên mặt. Chủ tịch Tô, thằng danh kia dám đắc tội chị, đâu cần chị phải tự mình ra tay. Để tôi xử lý là được rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông vạm vỡ đi tới, nịnh nọt nói. Là cậu chủ của võ quán Hồng Nham, tên là Tống Lỗi. Nghe nói năm nay anh ta mới 30 tuổi nhưng đã được bố chọn là người thừa kế tương lai. Nghe nói mấy năm nữa anh ta sẽ trở thành chủ quán của võ quán Hồng Nham. Tống Lỗi nhiều lần giành được hạng nhất trong các cuộc thi võ thuật quốc tế nổi danh, thực lực cực kỳ khủng bố.
chỉ e hai cậu thanh niên kia sắp chết thảm rồi. Thấy Tống Lỗi xuất hiện, mọi người thi nhau xịt xào. Rõ ràng võ quán Hồng Nham này rất có danh tiếng ở Yến Đô, nếu không đám người quyền quý kia cũng sẽ không biết tới Tống Lỗi. Tô Tĩnh chỉ vào Mã Siêu, ác độc nói, cậu đánh gãy chân tay thằng kia rồi móc mắt cho tôi. Tôi muốn nó sống không bằng chết. Một người có thể nghĩ ra cách trừng phạt người khác kinh khủng như vậy chứng tỏ cô ta vô cùng độc địa. Dương Thanh nhíu mày, tỏ ra khó chịu. Không phải vì ả đàn bà ngu xuẩn này, mà là vì nhà họ Diệp. Nếu là bình thường, người nhà họ Diệp phải đứng ra ngay từ khi anh và cô ta nảy sinh xung đột. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy ai ra mặt ngăn cản, hiển nhiên nhà họ Diệp muốn nhìn thấy cảnh này. Dương Thanh âm thầm cười lạnh, các người đã muốn chơi, tôi sẽ chơi đến cùng. Danh con này nghe thấy chủ tịch Tô nói gì chưa? Chị ấy muốn đánh gãy tay chân mày và móc mắt mày ra. Tao khuyên mày nên tự ra tay thì hơn. Nếu để tao ra tay, tao không thể cam đoan có khiến mày đau đớn hơn không đâu. Phải rồi, quên nói cho mày biết, tao giỏi nhất là tra tấn người khác. Tao từng biến đối thủ trong một trận thi đấu boxing ngầm thành người lợn. Có biết người lợn là gì không? Chính là loại tàn phế không còn tay chân đấy. Tống Lỗi híp mắt nhìn chằm chằm Mã Siêu, ánh mắt tàn nhẫn lên tiếng uy hiếp. Mọi người xung quanh không ai dám đứng ra ngăn cản, ai cũng chờ mong được nhìn thấy Tống Lỗi trổ tài. Mã Siêu cũng không tức giận, chỉ nghiền ngẫm nhìn hắn ta, mày có chắc muốn ra mặt vì ả đàn bà vừa già vừa xấu này không? Tống Lỗi sững sờ nghĩ, bình thường nếu biết hắn ta là cậu chủ của võ quán Hồng Nham thì đối phương phải quỳ xuống xin tha mới phải. Giết nó đi. Tô Tĩnh nghe thấy Mã Siêu mắng mình vừa già vừa xấu, lập tức nổi trận lôi đình, mặt mày dữ tợn. Sắc mặt của Tống Lỗi cũng tối sầm, bị Mã Siêu coi thường khiến hắn ta cực kỳ khó chịu. Danh con, mày chết chắc rồi. Dứt lời, Tống Lỗi nắm chặt hai tay, ánh mắt hung dữ lao vào tới. Tống Lỗi ra tay kìa, cậu ta chết chắc rồi. Mặc dù võ quán Hồng Nham không phải võ quán hàng đầu nhưng chủ quán theo cùng sư phụ với mấy cao thủ xếp hạng cao trong hiệp hội võ thuật. Chỉ với quan hệ này đã đủ để võ quán Hồng Nham ngang ngược ở Chiêu Châu. Vậy chẳng phải đắc tội võ quán Hồng Nham chính là đắc tội hiệp hội võ thuật sao? Đám người bàn tán ầm ĩ, sau khi biết được quan hệ của võ quán Hồng Nham và hiệp hội võ thuật, họ đều rất kinh ngạc. Tống Lỗi đang tới gần nhưng Mã Siêu lại làm như không thấy. Còn quay lại hỏi Dương Thanh, anh nghĩ loại người này nên giết không? Dương Thanh hờ hững đáp, muốn chơi thế nào tùy cậu. Ha ha, em chỉ chờ câu nói này của anh thôi đấy. Mã Siêu cười nói. Mọi người thấy vậy không khỏi sợ hãi, lúc nào rồi bọn họ còn nói chuyện phiếm. Hai người nói chuyện rất phách lối, còn đòi giết Tống Lỗi. Hai người này được mời đến để làm trò đấy à? Giết Tống Lỗi á? Giết bằng mồm hả? Còn muốn giết Tống Lỗi? Tôi thấy Tống Lỗi giết họ còn có lý hơn. Sao Yến Đô lại có hai thằng ngu không biết sợ chết thế này? Đúng là đồ ngu, mấy người có thấy Tống Lỗi đang đánh tới không? Thế mà bọn họ còn đứng đó nói chuyện phiếm. Chắc là sợ mất mật, không nhúc nhích nổi nữa rồi. Có người cười lớn nói, nhìn Dương Thanh và Mã Siêu như nhìn hai thằng đần. Chết đi! Tống Lỗi liên tục bị Mã Siêu xem thường đã nổi giận. Hắn ta gào lên một tiếng, vung nắm đấm vào huyệt thái dương của Mã Siêu. Khí thế trên người Tống Lỗi chứng tỏ thực lực của hắn ta mạnh hơn người thường rất nhiều. Nếu người thường bị nắm đấm này đánh trúng, sợ là sẽ lập tức mất mạng. Thế nhưng, Mã Siêu không phải người thường. Uỳnh! Tiếng va chạm trầm đục vang lên. Thoáng chốc, Mã Siêu cũng giơ nắm đấm. Nắm đấm của Tống Lỗi va vào cánh tay của Mã Siêu. Mọi người thấy vậy đều sợ ngây người. Gì vậy, người kia chặn được đòn của Tống Lỗi sao? Sao lại như vậy, nghe đồn thực lực của Tống Lỗi đã đạt đến Minh Kình đỉnh phong. Người bình thường sao có thể chịu nổi một đấm của cao thủ cấp Minh Kình đỉnh phong? Đồ ngu, anh vẫn chưa nhìn ra à? Người trẻ tuổi kia không phải người bình thường, thực lực ít nhất cũng phải đạt cấp Minh Kình đỉnh phong, nếu không sao có thể ngăn được nắm đấm của Tống Lỗi? Tất cả đều chấn động, cảm thấy thế giới này điên rồi. Tống Lỗi cũng trợn trừng mắt, ngơ ngác thì thào, không. Không thể nào, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là, Mã Siêu đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, Minh Kình đỉnh phong sao. Anh ta vừa dứt lời, khí thế trên người lập tức tăng vọt. Răng rắc, tiếng xương cốt đứt gãy từ cánh tay của Tống Lỗi liên tiếp vang lên,
Mọi người chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã thấy cánh tay của Tống Lỗi như bị một cơn sóng xung kích khổng lồ đụng vào, vạt áo trên tay bay phần phật. Ngay sau đó, cánh tay đang tiếp xúc với Mã Siêu của hắn ta tựa như không có xương cốt, mềm oặt rũ xuống. Á! Tống Lỗi kêu gào thảm thiết, á, tay của tao, á á, hiện giờ tất cả mọi người đều chết sững. Tiếng rên rỉ thê thảm của Tống Lỗi kích thích trái tim của mỗi người. Ám kình, cậu ta là cao thủ cấp ám kình. Từ bao giờ Yến Đô lại xuất hiện cao thủ cấp ám kình trẻ tuổi như vậy? Chỉ có cao thủ cấp ám kình mới có thể khiến đối thủ bị thương từ bên trong. Thực lực của Tống Lỗi là minh kình đỉnh phong. Người trẻ tuổi này lại dùng ám kình bẻ gãy tay Tống Lỗi, chỉ e không phải là cao thủ ám kình cấp thấp. Những người lớn tuổi tinh mắt nhìn ra được thực lực của Mã Siêu ở cấp ám kình, lập tức sợ ngây người. Trong mắt người thường, võ thuật chia làm 3 cấp độ lớn, minh kình, ám kình và hóa kình. Mỗi cấp độ sẽ chia thành 4 giai đoạn nhỏ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Cao thủ cấp minh kình đã rất lợi hại, cao thủ cấp ám kình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thế lực khổng lồ như 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô mới có. Về phần cao thủ cấp hóa kình càng là hiếm thấy. Bây giờ gặp được một cao thủ cấp ám kình mới hơn 20 tuổi, bọn họ đều rất kinh hãi. Cho ông cơ hội. Thấy Tống Lỗi đau đớn như vậy, kẻ đầu tiêu Tô Tĩnh sợ phát khiếp, toàn thân run lẩy bẩy. Cô ta là chủ tịch công ty giải trí Tĩnh An, có địa vị như ngày nay rất không dễ dàng. Người như vậy sao có thể là kẻ tầm thường? Trước đó cô ta dám uy hiếp Mã Siêu là vì không biết thực lực của anh ta. Bây giờ đã biết, cô ta đâu dám hống hách nữa. Kẻ quyền quý thực sự vẫn là những cao thủ võ thuật hàng đầu. Mã Siêu còn trẻ như vậy đã là cao thủ cấp ám kình, vậy thì Dương Thanh còn mạnh tới mức nào? Một người trẻ tuổi có cao thủ cấp ám kình bảo vệ, chỉ sợ chủ của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô mới có tư cách này. Ầm ĩ quá! Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng lên tiếng. Mã Siêu lập tức hiểu được ý của anh. Thoáng chốc! Anh ta chạy vọt tới trước mặt Tống Lỗi đang không ngừng kêu rên. Mày câm mồm được rồi đấy. Mã Siêu nói. Tuy anh ta đang cười nhưng lại khiến người khác thấy rợn tóc gáy. Quỳnh. Mã Siêu đá một cái vào người Tống Lỗi. Hắn ta như một quả bóng, cơ thể vạm vỡ cao 1m85 bị đá văng ra ngoài. Đến khi hắn ta ngã xuống mặt đất, tiếng kêu đã im bặt. Phòng tiệc rộng lớn lặng ngắt như tờ, tất cả đều hoảng sợ nhìn Mã Siêu. Chị vừa nói muốn đánh gãy tay chân tôi, còn muốn móc mắt tôi sao? Mã Siêu chợt đi tới Tô Tĩnh đang không ngừng run rẩy. Giọng nói của anh ta như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào người Tô Tĩnh. Cô ta thấy toàn thân mất hết sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Siêu tới gần mà không thể động đậy. Tôi chỉ đùa chút thôi, thật sự không có. Tô Tĩnh chưa nói hết câu, Mã Siêu đã hỏi tiếp, chị còn nói muốn tôi chết phải không? Không phải, tôi thực sự không có ý đó, tôi chỉ nói vớ vẩn thôi. Sao tôi dám lấy mạng cậu chứ? Tô Tĩnh sợ phát khóc, liên tục phủ nhận. Cộp cộp cộp. Phòng tiệc cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng giày da của Mã Siêu dẫm xuống đất. Mỗi bước của anh ta như đang chà đạp trái tim của Tô Tĩnh, khiến nó như muốn nhảy vọt ra ngoài. Tôi chỉ là một người đàn bà vừa già vừa xấu, nào dám đòi mạng cậu. Vừa rồi tôi thực sự chỉ nói nhảm vài câu. Xin cậu đừng coi là thật. Tô Tĩnh sợ xanh mặt, vội vàng xin tha. Lúc này quan trọng nhất phải giữ được cái mạng. Không thể đi theo vết xe đổ của Tống Lỗi, một tay bị bẻ thành vô số đoạn, còn bị Mã Siêu đá bay, hiện giờ chưa rõ sống chết. Cô ta rất sợ Mã Siêu cũng đá mình như vậy. Đến cả cao thủ cấp minh kình đỉnh phong như Tống Lỗi cũng gặp kết cục thê thảm. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô ta chịu sao nổi một cú đá của Mã Siêu. Tôi vốn không muốn ra tay với phụ nữ, nhưng đồ đàn bà đê tiện như chị lại cứ ép tôi phải ra tay. Mã Siêu đã đi tới trước mặt Tô Tĩnh, bóp chặt cổ cô ta, sắc mặt lạnh lùng, từ lúc chị sỉ nhục anh Thanh, chị đã là người chết rồi. Đến tận lúc này, Tô Tĩnh mới bàng hoàng nhận ra, Mã Siêu thực sự muốn giết mình. Rõ ràng cô ta muốn chiếm được Dương Thanh, lại bị Mã Siêu cho rằng cô ta đang sỉ nhục anh. Ánh mắt cô ta tràn ngập sợ hãi, cầu khẩn. Xen lẫn hối hận. Nếu có thể quay ngược thời gian, cô ta sẽ không dám trêu chọc Dương Thanh nữa. Dừng tay. Đúng lúc này, tiếng giống giận chợt vang vọng toàn bộ sảnh tiệc.
Một người đàn ông trung niên đi tới trong sự bảo vệ của mấy tên vệ sĩ đang giận dữ nhìn chằm chằm Mã Siêu. Diệp Thương của nhà họ Diệp. Nghe nói ông ta sắp leo lên vị trí chủ gia tộc rồi. Trông Diệp Thương rất không vui, e là hai người trẻ tuổi kia sắp gặp tai họa rồi. Trông thấy Diệp Thương xuất hiện, nhiều người nhanh chóng nhận ra thân phận của ông ta. Mã Siêu nhíu mày đưa mắt nhìn Dương Thanh hỏi ý kiến. Mặc dù anh ta là kẻ lỗ mãng nhưng sẽ không làm ẩu. Nếu Dương Thanh thực sự muốn làm lớn chuyện, anh ta không ngại xông lên đầu tiên. Thằng nhóc kia, cô Tô là khách quý của nhà họ Diệp chúng tôi. Mau thả cô ấy xuống. Diệp Thương quát lớn. Từ lúc xuất hiện, ông ta vẫn luôn nhìn vào Mã Siêu, dường như không biết quan hệ giữa Mã Siêu và Dương Thanh. Khách quý của nhà họ Diệp. Mã Siêu cười nhạo một tiếng, à ta là khách quý thì anh Thanh là cái gì? Anh Thanh là ai? Diệp Thương cau mày hỏi. Diệp Vô Song đứng bên cạnh Diệp Thương không hề có ý định đứng ra giải thích, vẻ mặt châm chọc nhìn họ. Diệp Vô Song, anh nên giải thích một chút đi chứ. Mã Siêu không thèm để ý tới Diệp Thương, quay sang hỏi Diệp Vô Song. Hình như Diệp Thương thực sự không biết Dương Thanh là khách quý được mời tới, bực bội nhìn Diệp Vô Song, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Vô Song cười đáp, chú hai, cháu không hề biết cậu ta là ai, càng không rõ anh Thanh là người nào. Nghe vậy, sắc mặt Mã Siêu lập tức trở nên cứng đờ. Lúc bị làm khó dễ ở cổng nhà họ Diệp, Mã Siêu đã thấy sai sai. Thế nhưng không ngờ Diệp Vô Song dám tỏ ra không quen biết mình và Dương Thanh ở trước mặt mọi người. Mã Siêu nổi giận đùng đùng. Anh Thanh! Anh ta nhìn sang Dương Thanh dò hỏi. Dương Thanh khẽ gật đầu, nhả ra một chữ, giết. Răng rắc! Ngay khi Dương Thanh vừa dứt lời, năm ngón tay đang bóp cổ Tô Tĩnh chợt dùng sức. Tiếng xương cổ gãy nát vang lên, đầu Tô Tĩnh ngoẹo sang một bên, chết không nhắm mắt, trong mắt vẫn còn nỗi hoảng ợ. Dầm! Mã Siêu tiện tay ném xác Tô Tĩnh xuống dưới chân Diệp Thương. Giờ phút này, phòng tiệc yên tĩnh lạ thường. Tất cả đều ngơ ngác nhìn thi thể của Tô Tĩnh, một người phụ nữ đang sống sờ sờ bị giết ngay trước mặt bọn họ. Sao cậu ta dám? Hôm nay là tiệc mừng thọ 80 tuổi của chủ nhà họ Diệp. Ngày trọng đại như vậy lại dám gây chuyện, chẳng lẽ cậu ta chán sống rồi sao? Không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Đến cả Diệp Thương còn cảm thấy như đang nằm mơ. Chỉ mình Diệp Vô Song đứng cạnh đó lại cảm thấy hưng phấn. Cậu dám giết người trong tiệc mừng thọ 80 tuổi của bố tôi sao? Một lúc lâu sau, Diệp Thương mới lấy lại bình tĩnh, khó tin nói. Rõ ràng ông ta không hề biết Dương Thanh là ai. Dương Thanh cũng nhìn ra được điều này, hơi thấy hoài nghi. Nhưng khi nhìn thấy sự vui sướng lóe lên trong mắt Diệp Vô Song, anh chợt hiểu ra. Nhà giàu vô tình không phải chỉ là thuận miệng nói ra. Diệp Thương là người sắp trở thành chủ gia tộc đời tiếp theo, còn Diệp Vô Song là người ưu tú nhất đời thứ ba của nhà họ Diệp, nghe nói tương lai muốn làm chủ gia tộc. Diệp Thương là chú hai của Diệp Vô Song. Nếu Diệp Thương làm chủ gia tộc, cho dù Diệp Vô Song có xuất sắc cỡ nào cũng sẽ không có cơ hội nào nữa. Diệp Vô Song đang muốn mượn đao giết người, mượn tay Dương Thanh tiêu diệt Diệp Thương. Nhưng tại sao Diệp Vô Song lại cho rằng, Dương Thanh có thể giết được Diệp Thương? Cho dù anh ta dám chắc Dương Thanh giết được Diệp Thương, sao anh ta có thể cam đoan Dương Thanh sẽ không giết mình? Diệp Vô Song, anh định diễn kịch mãi sao? Dương Thanh bỗng nhìn sang Diệp Vô Song, bình tĩnh hỏi. Anh ta giả vờ ngơ ngác nói, cậu là ai? Tôi quen cậu sao? Quả nhiên, anh ta vẫn tiếp tục giả vờ không quen Dương Thanh. Dương Thanh hiểu rồi. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Anh muốn giả ngu tiếp cũng được. Hy vọng anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận lửa giận từ tôi. Dương Thanh khẽ mỉm cười, vẻ mặt bình thản không chút e sợ, tựa như không cảm thấy nguy cơ cận kề. Diệp Vô Song không khỏi run lên, cảm thấy như đang bị dã thú để mắt tới. Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, ánh mắt anh ta lại trở nên sắc bén. Diệp Thương, ông là người thông minh. Nếu ông muốn biết tôi và Diệp Vô Song có quen nhau hay không chắc là rất dễ dàng. Tôi quyết định cho ông một cơ hội điều tra rõ ràng rồi hẵng quyết định. Nếu không, trên đời này không có thuốc hối hận đâu. Dương Thanh ung dung mỉm cười. Mã Siêu vừa vặn gãy cổ Tô Tĩnh đang đứng sừng sững sau lưng Dương Thanh. Đến cả Diệp Thương cũng cảm thấy áp lực đè nặng. Đừng nghĩ đến chuyện sống sót. Dương Thanh nhếch miệng cười khẽ,
nhưng người xung quanh nhìn anh lại dựng tóc gáy. Ngay cả Diệp Vô Song vốn đang cực kỳ phấn khích cũng không khỏi thấp thỏm lo âu. Danh con, mày dám giết người ngay trong tiệc mừng thọ của chủ gia tộc họ Diệp tao, giờ lại còn dám đe dọa tao. Mày thật sự coi nhà họ Diệp này là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Diệp Thương giận dữ quát. Hiển nhiên ông ta không hề để tâm đến những điều Dương Thanh đã nói, cũng không chịu tin Diệp Vô Song muốn lợi dụng ông ta. Điều này cũng chứng tỏ, Diệp Thương là người vô cùng tự phụ. Thấy mình sắp trở thành chủ nhà họ Diệp đời tiếp theo, dĩ nhiên ông ta cũng có lòng kiêu ngạo của mình. Diệp Vô Song nhếch miệng nở nụ cười giễu cợt, nói chú hai, chú cần gì phải so đó với một thằng ngu, nó đã giết chị Tô còn tấn công cậu chủ Tống Lỗi của võ quán Hồng Nham. Chắc chắn võ quán Hồng Nham sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Nhưng cháu đề nghị cứ bắt trói hai tên này lại trước đã, chờ Tống Lỗi tỉnh lại, giao bọn chúng cho Tống Lỗi mang về võ quán Hồng Nham xử lý. Tiệc mừng thọ của ông nội sắp bắt đầu rồi, tốt nhất chúng ta nên giải quyết gọn gàng chuyện vặt vãnh này trước đi. Diệp Vô Song nheo mắt cười nói, một việc thoạt nhìn thật phức tạp nhưng nghe anh ta nói có vẻ rất dễ giải quyết. Diệp Thương khẽ gật đầu, Vô Song nói đúng lắm. Thằng danh này dám giết cô Tô, còn dám đánh cậu chủ của võ quán Hồng Nham, giao nó cho võ quán Hồng Nham xử lý là hợp lý nhất. Dứt lời, ông ta vung tay lên, quát to, bắt hai đứa nó lại cho tôi. Ông ta vừa ra lệnh, mấy gã cao thủ nhà họ Diệp lập tức bước ra, lao về phía Dương Thanh và Mã Siêu. Khách khứa tới tham gia tiệc mừng thọ của ông chủ nhà họ Diệp đều hưng phấn chờ mong được xem cao thủ nhà họ Diệp ra tay. Dương Thanh thoáng nhíu mày. Ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Tuy trước giờ không thiếu kẻ mắt mù dám gài bẫy mình, nhưng bị loại người đê tiện thấp kém này chơi một vố đúng là một sự sỉ nhục đối với anh. Không đợi Dương Thanh lên tiếng, Mã Siêu đã bước lên trước, lạnh lùng nói, chán sống rồi đúng không? Trong lúc ấy, mấy gã cao thủ của nhà họ Diệp đã lao tới trước mặt. Gã đi đầu vùng đấm về phía Mã Siêu, nắm tay xé gió hung hãn lao tới. Cút! Mọi người chợt nghe thấy tiếng gầm giận dữ như sấm nổ bên tai, khiến đầu ong ong cả lên. Thịch 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 thịch. Ngay sau đó, từng tiếng đấm đá vang lên liên tiếp. Mã Siêu vùng đấm nghênh chiến kẻ địch từ bốn phía nhào tới. Mỗi một đấm tung ra lại có một gã cao thủ nhà họ Diệp bị đánh bay ra ngoài. Mã Siêu chỉ ra đòn bằng những nắm đấm giản đơn và mạnh mẽ. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã thấy đám cao thủ nhà họ Diệp vốn đang hùng hổ xông tới lần lượt bị đánh bay ra ngoài như những quả bóng cao su. Bốn gã cao thủ nhà họ Diệp đều lăn tới chân Diệp Thương, nằm bất động không rõ sống chết. Mọi người chỉ thấy lồng ngực bọn họ đều bị lõm xuống thật sâu, khóe miệng ứa máu, dù có còn sống e cũng biến thành kẻ tàn phế. Lúc này, toàn bộ phòng tiệc lặng ngắt như tờ. Cả đám người trợn mắt nhìn chằm chằm Mã Siêu. Ngay cả Diệp Thương cũng sợ ngây người. Ông ta là người biết rõ nhất thực lực của bốn gã cao thủ vừa rồi. Tất cả đều có cấp bậc ám kình sơ kỳ. Trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, cao thủ như vậy cực kỳ hiếm gặp. Đội hình tấn công mạnh cỡ đó lại bị một gã thanh niên mới ngoài 20 hạ gục trong nháy mắt. Trước ánh nhìn âm trầm kia, Diệp Vô Song không khỏi khiếp sợ. Những việc vừa xảy ra đều nằm trong kế hoạch của anh ta. Anh ta biết Mã Siêu cực kỳ mạnh mẽ, cũng biết bốn vệ sĩ bên cạnh Diệp Thương là bốn cao thủ cấp ám kình sơ kỳ. Nhưng anh ta không ngờ bọn họ lại bị Mã Siêu dễ dàng đánh bay, không rõ sống chết. Vậy thì, thực lực của Mã Siêu mạnh đến đâu? Anh ta bất chợt cảm thấy bồn chồn xen lẫn hối hận. Sớm biết thế này, mình không nên gài bẫy Dương Thanh. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Hối hận cũng đã muộn. Nếu đã làm, thì phải làm đến cùng. Ông thực sự là người thừa kế của nhà họ Diệp sao? Mã Siêu bỗng nghi hoặc hỏi, mặt đầy vẻ giễu cợt, vệ sĩ của người thừa kế một trong tám gia tộc lớn nhất Yến Đô kém cỏi như vậy, ông còn muốn làm chủ gia tộc sao? Hay là, nhà họ Diệp đã suy bại đến mức sắp bị đá khỏi Yến Đô rồi? Mã Siêu nói thẳng không hề kiêng nể. Những người tới tham gia tiệc mừng thọ của chủ gia tộc họ Diệp chợt có cảm giác như đang nằm mơ. Nơi đây là địa bàn của nhà họ Diệp mà vẫn có người dám nói nhà họ Diệp suy tàn, chẳng phải là nguyền rủa nhà họ Diệp sao? Nhưng người nói quả thực rất mạnh, ngay cả vệ sĩ của Diệp Thương cũng không địch lại nổi. Sắc mặt Diệp Thương trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta là người thừa kế nhà họ Diệp,
tất nhiên không phải kẻ tầm thường, chưa từng bị nhục mạ như thế bao giờ. Đã vậy còn bị nhục mạ ngay tại nhà họ Diệp, hiện giờ ông ta đang vô cùng tức giận. Tối nay, trừ việc tổ chức tiệc mừng thọ cho chủ gia tộc họ Diệp thì còn một việc rất quan trọng nữa, đó chính là công bố Diệp Thương sắp kế thừa nhà họ Diệp này. Nhưng giờ đây, cả bốn gã vệ sĩ mạnh nhất của Diệp Thương đều bị Mã Siêu hạ gục, vậy thì phải tuyên bố tin tức đó thế nào? Bỗng luồng áp lực nặng nề bao trùm khắp hội trường rộng lớn, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Diệp Thương cố nén lửa giận nhìn chằm chằm Dương Thanh. Ông ta biết, người im lặng từ đầu đến cuối kia mới là kẻ ông ta cần coi trọng. Rốt cuộc cậu là ai? Một người có vệ sĩ cấp bậc ám kình không thể là kẻ tầm thường. Diệp Thương lên tiếng hỏi. Dương Thanh cười nhạt đáp, tôi là ai quan trọng sao? Diệp Thương lập tức nghẹn lời. Đúng vậy, đã gây hấn với nhau ra nông nỗi này rồi, bọn họ còn có thể hòa giải được sao? Dù Dương Thanh đồng ý hòa thì người thừa kế nhà họ Diệp như ông ta đã bị sỉ nhục trước mặt mọi người như vậy sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Hôm nay, chỉ khi hai gã thanh niên này bỏ mạng ở đây mới có thể lấy lại được mặt mũi cho nhà họ Diệp và chính ông ta. Xem ra, mày tới đây vốn không có ý tốt lành gì. Vậy thì đừng hòng sống sót rời khỏi nhà họ Diệp. Diệp Thương bỗng lên tiếng, sắc mặt bình thản như đang nói đến một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng mọi người đều cảm nhận được sát khí mãnh liệt trong lời nói của Diệp Thương. Người thừa kế của nhà họ Diệp bị sỉ nhục ngay tại nhà họ Diệp thì còn tư cách thừa kế gia tộc nữa sao? Con có thai rồi. Thái độ của Diệp Thương cực kỳ cứng rắn. Mặc dù bốn gã vệ sĩ mạnh nhất của ông ta đã bị thương nặng nhưng ông ta vẫn không hề tỏ ra e sợ. Diệp Vô Song cũng chờ mong lần này Diệp Thương sẽ tung ra đòn chết người của ông ta. Chợt Diệp Thương móc một khẩu súng sáng loáng từ trong lễ phục, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Dương Thanh. Ở Chiêu Châu này, việc quản lý súng đạn vô cùng nghiêm ngặt, tuy rất nhiều người đứng đầu các gia tộc quyền quý đều có súng phòng thân nhưng rất ít người dám ngang nhiên lấy ra như Diệp Thương. Hiện giờ, phòng tiệc lại càng yên tĩnh, thậm chí nhiều người còn không dám thở mạnh. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh, muốn xem anh sợ hãi tới mức nào. Nhưng thật đáng tiếc, sắc mặt của anh chẳng hề sợ hãi, một chút lo lắng cũng không có, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên. Tao cho mày 5 phút để chăn chối, sau đó, tao sẽ tự tay tiễn mày lên đường. Diệp Thương bình thản nói. Dường như với ông ta, tính mạng của Dương Thanh chỉ như con sâu cái kiến, có thể dễ dàng cướp đi bất cứ lúc nào. Tôi cũng muốn trả lại ông những lời này. 5 phút sau, dù bất kỳ ai cầu xin thì ông cũng phải chết, Dương Thanh thản nhiên đáp. Anh bình tĩnh nhìn Diệp Thương như thể thứ ông ta cầm chỉ là một khẩu súng phun nước, không thể gây thương tổn cho anh. Thực tế đúng là như vậy. Với thực lực hiện giờ của Dương Thanh, súng đạn chỉ là mớ sắt vụn. Mọi người đều sợ ngây người, nhao nhao xì xào bàn tán. Thằng nhóc kia điên rồi sao? Cậu ta bị Diệp Thương dí súng vào đầu mà còn dám lớn lối như vậy hả? Thời trẻ, Diệp Thương từng đi lính mấy năm, còn gia nhập binh đoàn đặc chủng, thực lực và kỹ thuật bắn súng đều rất mạnh. Nghe nói ông ta bắn rất chuẩn, được gọi là tay súng thần trăm phát trúng cả trăm. Chẳng lẽ cậu ta nghĩ Diệp Thương không bắn chúng ở khoảng cách gần như vậy sao? Dương Thanh vẫn đứng sừng sững ở đó, Mã Siêu cũng nhìn Diệp Thương với ánh mắt thương hại. Cảnh tượng kỳ quái này khiến Diệp Thương thoáng bối rối, vì sao hai người họ không sợ hãi? Cảm giác kỳ quặc ấy khiến ông ta vô cùng khó chịu. Từng phút trôi qua, Dương Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, Diệp Thương cũng vẫn nắm chặt khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào đầu Dương Thanh. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng. Đã hết 5 phút, nếu mày đã không biết trân trọng cơ hội này, tao sẽ tiễn mày lên đường. Giọng nói tràn ngập sát khí của Diệp Thương phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Ngón tay đặt trên cò súng của ông ta chuẩn bị siết lại. Ngay lúc này, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trên người Dương Thanh. Vạt áo anh bay phần phật, hai chân hơi ghìm xuống dồn sức. Chỉ cần Diệp Thương dám nổ súng, kẻ bị giết chỉ có thể là chính ông ta. Diệp Vô Song hưng phấn chờ mong, hai tay siết chặt vì căng thẳng. Một khi Diệp Thương nổ súng, dù Dương Thanh có né được hay không thì anh ta cũng đã đạt được mục đích. Đây là kế một mũi tên trúng hai đích, ai là người thắng thì người hưởng lợi cuối cùng vẫn là anh ta. Bố làm gì thế? Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng dáng xinh đẹp bỗng lao ra chắn ngay trước người Dương Thanh, căm tức chất vấn Diệp Thương. Tiêu Điệp.
Diệp Thương giận dữ quát, con tránh ra ngay cho bố. Diệp Tiêu Điệp cắn chặt răng, hai mắt đẫm lệ. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Thương, cắn răng nói, bố không thể giết anh ấy được. Người khác không biết Dương Thanh mạnh đến đâu nhưng Diệp Tiêu Điệp từng được anh cứu mạng, cô ta biết rất rõ. Một người đàn ông có thể cứu cô ta từ trong tay mười mấy gã cướp biển trang bị cả súng tiểu liên thì khẩu súng lục của Diệp Thương có đáng là gì? Cô ta phải ngăn bố mình lại để cứu ông ta. Dương Thanh đang định ra tay thì Diệp Tiêu Điệp chạy ra chắn trước mặt anh, khiến tim anh run lên một cái. Năm ấy, anh và mẹ bị trục xuất khỏi gia tộc Vũ Văn, còn bị xua đuổi khỏi Yến Đô, mẹ cũng giang tay bảo vệ anh sau lưng như vậy. Diệp Tiêu Điệp sẵn sàng che chắn cho anh ngay cả khi ngón tay Diệp Thương đã bắt đầu siết lại. Chỉ cần siết thêm chút nữa, đạn sẽ rời nòng. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, Diệp Tiêu Điệp vẫn xả thân lao đến chắn súng thay anh. Nếu nói không cảm động thì là nói dối. Tuy không rõ vì sao Diệp Tiêu Điệp lại liều lĩnh đỡ đạn cho mình nhưng anh không thể không thừa nhận, cô gái này đã giành được thiện cảm của anh. Dù anh có ý định giết sạch người nhà họ Diệp thì cũng sẽ không ra tay với cô ta. Cả hai đều là người cô ta yêu thương nhất, dù ai bị thương tổn cũng sẽ khiến cô ta đau lòng. Vì thế, ngay khi Diệp Thương chuẩn bị nổ súng bắn Dương Thanh, cô ta không hề do dự lấy thân mình làm bia đỡ đạn cho Dương Thanh. Cô ta thà chết cũng không muốn hai người đàn ông thân yêu nhất của mình tàn sát lẫn nhau. Con tránh ra ngay, nếu không, bố sẽ giết luôn cả con đấy. Diệp Tiêu Điệp đau đớn phát hiện, bố cô ta quá muốn giết Dương Thanh, không ngại tuyên bố sẽ giết cả mình. Ngay cả bố cô ta cũng có thể nhẫn tâm với cô ta như thế, chẳng trách địa vị của cô ta ở nhà họ Diệp thấp hèn đến vậy. Nếu con nói, con đã mang thai cháu trai của bố còn muốn giết con không? Diệp Tiêu Điệp cắn môi nhìn chằm chằm bố mình. Con nói gì? Bàn tay cầm súng của Diệp Thương run lên, ông ta kinh ngạc hỏi. Trong mắt ông ta lập tức tràn đầy vui sướng. Tuy địa vị của phụ nữ trong nhà họ Diệp cực kỳ thấp nhưng nếu có con trai thì lại khác. Con có thai rồi. Diệp Tiêu Điệp cắn răng nói, đã làm xét nghiệm, là con trai. Ha 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 ha. Diệp Thương lập tức mừng rỡ khôn xiết, ngửa mặt lên trời cười lớn. Lát sau, ông ta nghiêm nghị chất vấn Diệp Tiêu Điệp, nó là con của ai? Của anh ấy. Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Diệp Tiêu Điệp bước tới bên cạnh Dương Thanh, dịu dàng nhìn anh rồi nói. Người bắt buộc phải chết. Diệp Tiêu Điệp vừa dứt lời, mọi người đều sững sờ. Diệp Thương há hốc mồm không nói nên lời. Đến cả bản thân Dương Thanh cũng ngơ ngác, anh với cô ta chẳng có gì, sao lại có con được? Nhưng anh nhanh chóng hiểu ra nguyên do, người phụ nữ ngốc nghếch này muốn cứu anh nên mới không tiếc hy sinh danh dự của mình. Diệp Vô Song đứng cạnh Diệp Thương cũng rất kinh ngạc. Anh ta biết Diệp Tiêu Điệp từng bị Diệp Mạn dẫn tới Giang Hải để bàn chuyện liên hôn với Dương Thanh. Anh ta không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Diệp Tiêu Điệp đỡ đạn cho Dương Thanh, còn nói mình mang thai con của anh ta không hề hoài nghi. Sắc mặt của Diệp Vô Song cực kỳ khó coi. Với thực lực hiện giờ, nếu Dương Thanh trở thành con rể nhà họ Diệp, vị trí chủ nhà của Diệp Thương sẽ vững như núi. Anh ta làm gì còn cơ hội nữa? Nghĩ vậy, anh ta không khỏi bực bội. Con mang thai, là con trai sao, còn là của thằng danh này. Diệp Thương chỉ vào Dương Thanh, khó tin chất vấn. Ông ta vô thức bỏ súng xuống. Diệp Tiêu Điệp thẹn thùng nép vào người Dương Thanh, khẽ gật đầu lý nhí đáp vâng. Cuối cùng Diệp Thương cũng tin Diệp Tiêu Điệp mang thai con của Dương Thanh, nhưng nghĩ tới chuyện anh vừa làm, ông ta lại nổi giận. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, ông ta lại cảm thấy đây là cơ hội tốt để hòa giải. Bên cạnh Dương Thanh có cao thủ cấp ám kình là Mã Siêu, ông ta có đứa con rể như anh chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Vậy thì ông ta còn đòi giết Dương Thanh làm gì? Nhưng đúng lúc này, Dương Thanh bỗng cau mày, lạnh giọng nói, xin cô Điệp hãy tự trọng. Tôi có quan hệ thân mật với cô lúc nào? Hơn nữa, con gái tôi sắp 5 tuổi rồi, sao tôi có thể có con với cô được? Nghe vậy, tất cả đều sợ ngây người. Mọi chuyện xảy ra trong nhà họ Diệp hôm nay khiến họ có cảm thấy hoang mang tột độ. Diệp Tiêu Điệp cũng ngơ ngác, cô ta đang cứu Dương Thanh, sao anh lại nói như vậy? Dù Dương Thanh mạnh đến đâu thì nhà họ Diệp vẫn có rất nhiều cao thủ hàng đầu. Một mình anh sao địch lại nhiều cao thủ? Dương Thanh có thể sống sót rời đi hay không đã là một vấn đề rồi. Thằng oát, mày ăn xong chùi mép, không chịu trách nhiệm à?
Diệp Thương nhanh chóng lấy lại tinh thần, tức giận nói. Ông ta biết con gái mình xem trọng Trinh Tiết tới nhường nào. Diệp Tiêu Điệp đã nói mình mang thai con của Dương Thanh trước mặt mọi người, đây chắc chắn là thật. Ánh mắt cô ta nhìn Dương Thanh rõ ràng tràn đầy tình yêu, người làm bố như ông ta sao lại không hiểu. Lúc này, ông ta đã tin chắc Diệp Tiêu Điệp mang thai con của Dương Thanh. Tuy kết quả này hơi khó tiếp nhận nhưng với thực lực của Dương Thanh, ông ta không hề thất vọng. Có chàng trai tài giỏi này làm con rể, cầu còn không được. Tôi và con gái ông không hề có quan hệ thân mật gì, tin hay không tùy ông. Dương Thanh lạnh giọng nói. Nếu không vì nể tình Diệp Tiêu Điệp vừa liều chết đỡ đạn cho mình, lời cô ta nói đã đủ để Dương Thanh giết cô ta rồi. Từng chữ Dương Thanh nói ra như lưỡi dao nhọn đâm vào tim Diệp Tiêu Điệp. Cô ta cúi đầu, mặc cho nước mắt không ngừng rơi. Từ một năm trước được anh cứu sống, cô ta đã ấp ủ giấc mộng đẹp không thể từ bỏ. Cô ta chưa từng rung động với người khác giới, lại đối với anh vừa gặp đã yêu, không thể quên lãng. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được anh lại kết hôn rồi, câu nói của anh càng khiến cô ta đau lòng khôn xiết. Tình yêu vi diệu vậy đấy, vừa gặp đã đơn phương thích người ta chỉ có thể chịu đau khổ. Con giá tôi khóc rồi cậu còn dám nói không có quan hệ gì với nó. Diệp Thương cả giận nói, đàn ông dám làm dám chịu, đừng làm con rùa rụt đầu. Lúc này Dương Thanh mới phát hiện Diệp Tiêu Điệp đang cúi đầu khóc nức nở, tức giận hỏi cô khóc cái gì. Mau giải thích đi, tôi và cô không hề có quan hệ gì hết. Nào ngờ, cô ta không chịu giải thích, nước mắt càng tuôn trào. Xin lỗi. Diệp Tiêu Điệp nghẹn ngào xin lỗi Dương Thanh rồi nói với Diệp Thương, bố ơi, vừa nãy là con lừa bố, con không mang thai, cũng không có quan hệ gì với anh ấy. Xin bố đừng giết anh ấy, con xin bố. Khốn kiếp. Diệp Thương nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi nói, danh con gái tao có gì không xứng với mày. Mày dám làm không dám nhận à, nếu không vì mày có quan hệ với con gái tao, mày đã biến thành xác chết rồi. Tao nói cho mày biết, từ hôm nay trở đi mày chính là con rể của Diệp Thương tao. Nếu mày dám làm tổn thương con gái tao thêm lần nữa, dù có phải liều cái mạng già này tao cũng không tha cho mày đâu. Dương Thanh sững sờ, chẳng lẽ anh nói chưa đủ rõ ràng sao? Không phải Diệp Tiêu Điệp đã nói không có quan hệ gì với anh rồi sao? Tại sao ông già chết tiệt này vẫn làm như anh và Diệp Tiêu Điệp thực sự có quan hệ vậy? Theo lý mà nói, anh nên tránh đạn của Diệp Thương rồi giết chết ông ta mới phải. Sao ông ta lại ép anh làm con rể cơ chứ? Đám khách khứa cũng hứng thú xem kịch hay, nhiều người nhìn Dương Thanh với ánh mắt ghét bỏ. Rõ ràng bọn họ đều tưởng Dương Thanh là loại đàn ông dám làm không dám nhận. Ánh mắt Diệp Vô Song chợt lóe lên, anh ta bực bội nói, chú hai, cậu ta kết hôn rồi, không xứng với Tiêu Điệp đâu. Hơn nữa, Tiêu Điệp cũng đã thừa nhận không có quan hệ gì với cậu ta. Thằng nhóc này là kẻ lừa đảo, phải chịu tội chết. Vẻ mặt Diệp Vô Song dữ dằn, dù Diệp Thương thoát chết, anh ta vẫn phải ép chết Dương Thanh. Không thể để hai người này hợp sức, nếu không đời này anh ta sẽ không còn cơ hội trở mình. Đã làm thì phải kiên trì làm đến cùng. Giữa hai người này bắt buộc phải có một người chết, câm miệng. Diệp Thương vốn đang tức giận vì Dương Thanh không chịu nhận có quan hệ với Diệp Tiêu Điệp, nghe Diệp Vô Song nói vậy càng giận tím mắt. Đây là chuyện nhà chú, không ai có tư cách nhúng tay. Diệp Thương giận dữ nói. Chú hai, cháu chỉ muốn tốt cho chú thôi. Lỡ như bị lừa chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Thằng nhóc này không chỉ giết Tô Tĩnh mà còn đánh cậu chủ Tống Lỗi của võ quán Hồng Nham. Chú quên chủ nhân của võ quán Hồng Nham là anh em kết nghĩa với mấy vị xếp hạng đầu của Hiệp hội Võ thuật rồi sao? Chú nghĩ võ quán Hồng Nham sẽ tha cho cậu ta chắc? Vì thằng nhóc này mà đắc tội Hiệp hội Võ thuật, không đáng đâu. Diệp Vô Song tiếp tục châm ngòi. Trong mắt Dương Thanh hiện lên một tia lạnh lẽo. Anh nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, nếu anh đã nóng ruột muốn chết đến vậy thì bây giờ tôi sẽ tiễn anh lên đường. Bỏ đi cho xong chuyện. Diệp Vô Song gài bẫy đã khiến Dương Thanh nổi lên ý muốn giết anh ta rồi, bây giờ lại kích động Diệp Thương ra tay với anh. Dù Diệp Thương tự phụ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ. Một câu tiễn lên đường của Dương Thanh khiến Diệp Vô Song tỉnh mộng. Dương Thanh, cậu khinh người quá đáng. Diệp Vô Song nghiến răng nghiến lợi nói, tôi thừa nhận bên cạnh tôi không có ai đánh lại cậu nhưng đây là nhà họ Diệp.
cậu muốn giết tôi, người lớn trong nhà sẽ để yên sao? Anh ta rất thông minh, chỉ vài câu đơn giản đã nói rõ mình không làm gì được Dương Thanh, còn nói người lớn trong nhà sẽ không tha cho anh. Ở đây chỉ có Diệp Thương có địa vị cao nhất, rõ ràng Diệp Vô Song đang đùn đẩy mâu thuẫn giữa mình và Dương Thanh lên người Diệp Thương. Diệp Vô Song, đồ hèn hạ vô sỉ. Rốt cuộc Diệp Tiêu Điệp cũng ngừng khóc, giận dữ nói, vừa nãy ở bên ngoài anh đã thừa nhận Dương Thanh là khách quý anh tự mời tới, bây giờ lại phủ nhận trước mặt mọi người. Nghe vậy, tất cả đều kinh hãi. Chuyện đến nước này phần lớn là vì người nhà họ Diệp cho rằng, Dương Thanh là khách không mời mà đến. Diệp Vô Song cũng không nói anh ta mời Dương Thanh tới. Diệp Tiêu Điệp công khai nói chân tướng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Vô Song. Diệp Thương nổi giận nhìn chằm chằm anh ta, cháu phải cho chú một lời giải thích. Thực ra quan hệ giữa ông ta và Diệp Vô Song vẫn khá tốt. Thậm chí anh ta còn từng trợ giúp Diệp Thương tranh đoạt vị trí người thừa kế. Diệp Thương không có con trai nên cũng kỳ vọng rất lớn vào anh ta, thậm chí còn quyết định sau khi thuận lợi trở thành chủ gia tộc sẽ chọn anh ta là người thừa kế mới. Hai người rất thân thiết nên Diệp Thương chưa bao giờ nghi ngờ Diệp Vô Song, hiện giờ là lần đầu tiên. Diệp Vô Song ngơ ngác, trong kế hoạch ban đầu của anh ta, Diệp Thương và Dương Thanh đã quyết chiến sinh tử trước khi Diệp Tiêu Điệp xuất hiện rồi. Anh ta là người ưu tú nhất thế hệ trẻ nhà họ Diệp, sao có thể là người đơn giản. Lúc anh ta xây dựng kế hoạch đã sớm nghĩ tới mọi tình huống có thể xảy ra. Chú hai, cháu xin lỗi. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Diệp Vô Song bỗng quỳ xuống, đỏ mắt nói, chính vì biết cậu ta không đơn giản nên cháu mới không muốn để cậu ta và Tiêu Điệp ở bên nhau. Cháu cố ý mời cậu ta tới để cậu ta tự biết bản thân và nhà họ Diệp chênh lệch tới đâu, biết khó mà lui. Nhưng cháu không ngờ Tiêu Điệp lại mang thai con của cậu ta. Nhưng cháu cho rằng, dù em ấy mang thai cũng không thể cho hai đứa ở bên nhau. Diệp Vô Song nghẹn ngào, chân thành giải thích. Người nào không biết còn tưởng anh ta thực sự chỉ vì Diệp Tiêu Điệp nên mới làm vậy. Tại sao chúng tôi không thể ở bên nhau, Diệp Tiêu Điệp đỏ bừng mắt chất vấn. Diệp Thương cũng lạnh lùng nhìn Diệp Vô Song, chờ anh ta giải thích. Mọi người cũng chăm chú chờ đợi anh ta. Bởi vì vợ của cậu ta là con gái ruột của cô Mạn. Diệp Vô Song chậm rãi nói. Cả căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Hôm nay mọi người tới tham dự tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông chủ nhà họ Diệp, cuối cùng lại biết được quá nhiều bí mật của gia tộc này. Diệp Tiêu Điệp hoảng hốt lảo đảo. Chuyện này vô cùng bí mật, trừ Diệp Mạn và cô ta ra vốn không còn ai biết. Tại sao Diệp Vô Song lại biết được? Sắc mặt Diệp Thương cứng đờ, vẻ mặt xám xịt. Nếu Dương Thanh thực sự là chồng của con gái ruột Diệp Mạn, thế con gái ông ta mang thai là cái gì? Nhưng quan trọng nhất là, chồng của Diệp Mạn bị người nhà họ Diệp giết chết. Rốt cuộc Dương Thanh đến tiệc mừng thọ này có mục đích gì? Đến để trả thù cho bố vợ sao? Chú hai, cậu ta là chồng của con riêng cô Mạn, có khi nào Tiêu Điệp mang thai là sự báo thù của cậu ta không? Vậy nên cháu mới cố gắng ngăn cản hai người họ ở bên nhau. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh dự của cô Mạn nên cháu mới giấu giếm, xin chú hai tha thứ. Diệp Vô Song giải thích rõ ràng. Mọi người xì xào bàn tán. Không ngờ chàng trai trẻ này lại là chồng của con riêng Diệp Mạn, bây giờ lại khiến con gái của Diệp Thương mang thai, đúng là đồ cặn bã. Mấy người quên rồi sao? 20 mấy năm trước, người phụ nữ xuất sắc nhất nhà họ Diệp là Diệp Mạn đã bỏ trốn với một thằng nông dân thấp kém, còn sinh ra một đứa con gái. Sau đó, người kia chạy tới nhà họ Diệp xin bọn họ chấp nhận chuyện của hai người. Thế nhưng người nhà họ Diệp lại giết chết ông ta, còn lừa Diệp Mạn rằng ông ta đã lấy tiền của nhà họ Diệp bỏ đi rồi. Chuyện này từng khiến Diệp Mạn bị trầm cảm nặng, sau đó phải đưa con gái đến trại trẻ mồ côi. Mãi về sau khi gả vào nhà họ Tề theo ý muốn của gia tộc, bà ta mới tình cờ biết được sự thật. Không ngờ đã 20 mấy năm trôi qua, con riêng của Diệp Mạn cũng đã kết hôn rồi. Năm đó chuyện này gây nên tiếng vang rất lớn. Thế hệ trước ở Yến Đô đều biết rõ. Vẻ mặt Diệp Thương cực kỳ khó coi. Ông ta nhìn chằm chằm Dương Thanh, thấy anh vẫn bình thản đối mặt với mình, không hề sợ hãi. Mày đã là con rể của Diệp Mạn, tại sao còn qua lại với Tiêu Điệp? Còn khiến nó mang thai con của mày. Diệp Thương cắn răng chất vấn. Lúc này Diệp Tiêu Điệp cũng biết đã lớn chuyện, vội vàng nói, bố ơi, con không mang thai,
con lừa bố đó. Con câm miệng cho bố. Diệp Thương giận dữ quát. Ông ta cho rằng Diệp Tiêu Điệp thực sự mang thai con của Dương Thanh, nếu không cô ta đã không nói ra trước mặt mọi người. Ông ta biết con gái rất coi trọng trong trắng và danh tiếng, sao có thể tự sỉ nhục mình trước bao người. Bố ơi, con nói thật đấy. Con không có quan hệ gì với anh ấy, vừa rồi con muốn ngăn cản hai người nên mới lừa bố thôi. Nếu bố không tin, bây giờ chúng ta tới bệnh viện kiểm tra đi. Bố sẽ biết con có mang thai hay không. Diệp Tiêu Điệp vội vàng giải thích. Nếu cô ta biết lời nói dối của mình gây ra phiền phức lớn cho Dương Thanh, chắc chắn cô ta sẽ không nói như vậy. Diệp Mạn tức giận ra lệnh, đưa Tiêu Điệp đi cho tôi. Vâng. Hai người phụ nữ vạm vỡ lôi Diệp Tiêu Điệp ra khỏi sảnh tiệc. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh không hề lên tiếng giải thích. Diệp Thương đã tin chắc Diệp Tiêu Điệp mang thai con của anh, giải thích còn có tác dụng gì? Nói đi, tại sao mày lại làm vậy? Diệp Thương tức giận chất vấn thêm lần nữa. Tôi không có quan hệ gì với con gái ông, tin hay không tùy ông. Dương Thanh bình tĩnh nói, ông dễ bị khích bác như vậy, tôi không cần phải giải thích gì nữa. Nhà họ Diệp đã không chào đón, tôi đi là được. Dứt lời, Dương Thanh quay người định rời đi. Đứng lại cho tao. Anh vừa mới quay lưng lại, Diệp Thương đã giận dữ giống lên, mày khiến con tao mang thai còn định bỏ đi cho xong chuyện sao? Cháu rể ngoại. Diệp Thương vừa dứt lời, mấy gã trai vạm vỡ đã bao vây Dương Thanh và Mã Siêu. Mỗi người đều cầm một khẩu súng câu ngắn, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Dương Thanh. Thấy vậy, Diệp Vô Song kích động nghĩ, cảnh tượng đặc sắc nhất sắp diễn ra rồi sao? Đến tận bây giờ, mọi chuyện vẫn giống như dự đoán của anh ta. Tuy vừa rồi có chút ngoài ý muốn nhưng cuối cùng vẫn thuận theo kế hoạch ban đầu. Ông đang đùa với lửa đấy. Nể tình con gái ông vừa đỡ đạn cho tôi có thể cho ông một cơ hội. Dương Thanh dừng bước xoay người lại, híp mắt nhìn Diệp Thương. Bộ dạng bình thản hiện giờ của Dương Thanh nằm ngoài dự kiến của Diệp Thương. Ông ta rất ngạc nhiên khi thấy Mã Siêu cũng lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Dường như đang nói, mấy mảnh sắt vụn này chẳng làm gì được cậu ta. Chú hai, cậu ta rất giỏi giả vờ giả vịt, chú đừng để bị cậu ta lừa. Cậu ta đùa bỡn tình cảm của Tiêu Điệp đã đủ lý do để lấy mạng cậu ta rồi. Cậu ta còn là con rể của người kia. Ai biết lần này cậu ta tới Yến Đô có phải để trả thù cho người kia hay không? Diệp Vô Song nhìn ra sự do dự trong mắt Diệp Thương, lại kích động mấy câu. Dương Thanh bỗng nhìn anh ta như nhìn một người chết, hờ hững nói, nếu nói Diệp Thương đang đùa với lửa thì anh chính là đang đi trên lưỡi dao. Không hề có lời uy hiếp, nhưng lại đáng sợ hơn cả uy hiếp. Diệp Vô Song chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, anh ta biết rõ Dương Thanh mạnh cỡ nào, nếu không sao lại muốn mượn tay anh giết Diệp Thương. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của anh ta, không thành công thì sẽ chết thảm. Cho dù có thể phải bỏ mạng, nhưng vì vị trí chủ gia tộc, anh ta bắt buộc phải làm vậy. Cậu nghĩ cậu còn sống được sao? Diệp Vô Song tỏ vẻ bình tĩnh, cười lạnh nói. Danh con, chẳng lẽ mày nghĩ xạ thủ của nhà họ Diệp đều là lũ vô dụng? Gần như vậy còn không bắn chết được mày hay sao? Diệp Thương tức giận quát, trong lòng lại dấy lên lo lắng. Chỉ có thể dùng lời nói để lấy lại bình tĩnh. Dương Thanh cười nhạo một tiếng, nếu tôi nói bọn họ chính là lũ vô dụng không giết được tôi thì sao? Mày muốn chết phải không? Diệp Thương giận dữ giống lên. Đám xạ thủ đang bao vây Dương Thanh và Mã Siêu cũng nổi giận vì bị anh sỉ nhục. Các xạ thủ được nhà họ Diệp thuê dùng đều có khả năng bắn súng cực đỉnh. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, muốn bắn thì bắn đi. Không bắn thì bảo người của ông cút ra khỏi tầm mắt của tôi. Tôi không có thời gian chơi đùa với các người đâu. Dương Thanh nhìn Diệp Thương, khinh thường nói. Mày đã muốn chết tao sẽ cho mày toại nguyện. Diệp Thương lập tức thẹn quá hóa giận. Ông ta là người sắp thừa kế vị trí chủ gia tộc của nhà họ Diệp lại bị coi khinh như vậy. Sát khí thoáng hiện trong mắt Dương Thanh, anh đang định ra tay. Diệp Thương, con còn chưa kế thừa đã vội vàng muốn dùng quyền của chủ gia tộc rồi sao? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Vừa rồi mọi người đều tập trung quan sát Dương Thanh và Diệp Thương, không ai phát hiện có một bóng dáng già nua được Diệp Mạn đỡ vào sảnh tiệc. Diệp Kế Tông, chủ nhà họ Diệp. Có người nhận ra thân phận của lão ta, giật mình hô lên.
Dương Thanh cũng nhìn về phía Diệp Kế Tông, thấy lão ta đầu tóc bạc phơ, mặc sườn xám nam màu đỏ tươi, tay chống một cây gậy tinh xảo. Mặc dù đã 80 tuổi nhưng trên người lão ta vẫn toát ra vẻ uy nghiêm. Bố! Diệp Thương vội vàng chạy tới cung kính nhìn Diệp Kế Tông. Diệp Vô Song cũng hốt hoảng gọi một tiếng, ông nội. Diệp Kế Tông ngồi xuống ghế bành, lạnh lùng nhìn Diệp Thương, chợt lên tiếng, con chưa làm chủ gia tộc đã muốn dùng quyền của chủ gia tộc rồi sao? Nghe vậy, Diệp Thương sợ hãi quỳ phịch xuống đất, thấp thỏm nói, không phải đâu bố. Vậy bố hỏi con, nội quy đầu tiên của nhà họ Diệp là gì? Diệp Kế Tông nghiêm giọng hỏi. Người trong gia tộc không được tàn sát lẫn nhau, trừ khi phạm phải tội lớn ngập trời, chỉ có chủ gia tộc mới có quyền quyết định sống chết của kẻ đó. Diệp Thương vội vàng đọc điều thứ nhất trong nội quy. Thế con nói cho bố biết, bây giờ con đang làm gì? Diệp Kế Tông lạnh giọng chất vấn. Con! Sắc mặt Diệp Thương lập tức trắng bệch. Diệp Kế Tông bảo ông ta đọc điều thứ nhất trong nội quy rồi lại hỏi ông ta đang làm gì. Ý tứ rất rõ ràng. Dương Thanh là chồng của con gái Diệp Mạn, cũng chính là cháu rể ngoại của Diệp Kế Tông. Chẳng phải cháu rể ngoại cũng là người nhà họ Diệp rồi sao? Bố lại hỏi con, Dương Thanh có phạm phải tội lớn ngập trời với gia tộc không? Diệp Kế Tông gặng hỏi tiếp. Không ạ. Diệp Thương cúi đầu, trầm giọng nói. Bố hỏi tiếp, Dương Thanh là gì của bố? Diệp Kế Tông lại hỏi. Cậu ta là cháu rể ngoại của bố. Diệp Thương tiếp tục đáp, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Dầm. Diệp Kế Tông bỗng đập mạnh tay xuống bàn trà. Chén trà cổ đắt đỏ bầy trên mặt bàn lập tức rơi xuống đất vỡ tan tành. Vậy thì sao con còn dám giết nó? Diệp Kế Tông nổi giận đùng đùng, lớn tiếng chất vấn. Lão ta chống gậy đứng bật dậy, toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy tức giận. Diệp Thương đang quỳ dưới đất suýt bị dọa tiểu ra quần, bố ơi, con biết sai rồi. Đã làm sai thì phải trả giá. Diệp Kế Tông lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, con không còn là người thừa kế của nhà họ Diệp nữa. Bố! Diệp Thương ngơ ngác gọi. Ông ta đã hy sinh rất nhiều vì vị trí chủ gia tộc. Bây giờ Diệp Kế Tông nói một câu liền hủy bỏ tư cách thừa kế của ông ta. Làm sao ông ta có thể chịu nổi? Dựa theo nội quy gia tộc, chỉ riêng việc con muốn giết Dương Thanh đã đủ để bị trục xuất khỏi gia tộc rồi. Diệp Kế Tông nghiêm giọng nói, bây giờ bố mới chỉ hủy bỏ tư cách thừa kế của con đã nương tay lắm rồi. Diệp Thương chỉ cảm thấy đau đớn, tốn bao công sức mới bò lên được vị trí ngày hôm nay. Lại chỉ vì một chuyện mà tất cả đều đổ sông đổ bể. Ông ta không cam tâm, nhưng có thể làm gì được. Hiện giờ Diệp Kế Tông mới là chủ nhà họ Diệp. Rất nhiều người đồng tình nhìn Diệp Thương. Sau đêm nay, chỉ sợ Diệp Thương sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Yến Đô. Nếu không vì chuyện vừa rồi, có lẽ tối nay nhà họ Diệp đã tuyên bố Diệp Thương chuẩn bị lên làm chủ nhà họ Diệp rồi. Cậu là Dương Thanh hả? Diệp Kế Tông chợt nhìn sang Dương Thanh. Ánh mắt sắc bén. Lời mời nhiệt tình. Những chuyện vừa xảy ra đều nằm ngoài dự đoán của Dương Thanh. Anh thực sự không ngờ kẻ sai người giết chồng của Diệp Mạn lại chính là Diệp Kế Tông ông chủ nhà họ Diệp. Dương Thanh không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Diệp Kế Tông, bình tĩnh trả lời, tôi chính là Dương Thanh. Diệp Kế Tông khẽ cau mày, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Bởi vì ông ta nhìn thấy sự bình thản, xa lạ, không chút tôn trọng nào từ trong mắt Dương Thanh. Diệp Mạn không ngừng nháy mắt ra hiệu với Dương Thanh nhưng anh vẫn thờ ơ như không thấy. Cậu có thù oán với tôi à? Diệp Kế Tông lạnh lùng hỏi. Tôi với ông thân thiết lắm sao? Dương Thanh hỏi lại với vẻ mặt kỳ quái. Diệp Kế Tông tức nghẹn, híp mắt nói, ở Giang Bình cậu có quyền, nhưng đây là Yến Đô thành phố trung tâm của quyền lực. Cậu không có tư cách khinh thường ai, nhất là nhà họ Diệp, hiểu chưa? Rõ ràng lão ta chỉ biết được những gì Dương Thanh thể hiện ra ngoài mà thôi. Nếu không Diệp Kế Tông sẽ không kiêu ngạo như vậy. Dương Thanh phì cười, ý của ông chủ Diệp là tôi chẳng là cái thá gì ở đất Yến Đô này, đúng không? Chẳng lẽ không phải? Diệp Kế Tông hỏi ngược lại. Sự tự tin và kiêu ngạo của Dương Thanh khiến Diệp Kế Tông cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vốn dĩ khi biết chồng đứa con gái ngoài giá thú của Diệp Mạn là người đứng đầu hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương. Lão ta còn rất chờ mong gặp mặt Dương Thanh. Gặp rồi lại phát hiện Dương Thanh không dễ khống chế như trong tưởng tượng của lão ta. Dương Thanh, chú ý thái độ nói chuyện của cậu. Diệp Mạn không nhịn được tức giận nói.
Vì muốn có được nhiều quyền lực hơn nữa ở nhà họ Diệp và trả thù cho người chồng đã mất, bà ta đã sống nhẫn nhịn rất nhiều năm. Bây giờ nhờ có Dương Thanh, địa vị của bà ta ở nhà họ Diệp mới tăng lên một chút. Bà ta thật sự không muốn vì Dương Thanh mà mọi thứ bị phá hỏng. Dương Thanh hờ hững nhìn Diệp Mạn rồi nói, nếu không có gì, tôi đi trước đây. Dứt lời, anh quay người muốn rời đi. Diệp Kế Tông không thích sự kiêu ngạo của Dương Thanh, đương nhiên Dương Thanh cũng chả thích cái vẻ tràn đầy ham muốn khống chế của lão ta. Hơn nữa, lão già 80 tuổi trước mặt này còn là hung thủ giết hại bố ruột của Tần Thanh Tâm. Đứng lại cho tôi. Diệp Kế Tông giận dữ quát. Làm chủ nhà họ Diệp mấy chục năm qua, lão ta chưa từng thấy ai vô lễ với mình như vậy. Dương Thanh dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Kế Tông cười lạnh nói, còn việc gì sao? Bốp! Diệp Kế Tông giận dữ đập bàn nói, cậu là chồng của Diệp Tiêu Tâm thì cũng là cháu rể của tôi, gặp tôi cậu nên quỳ lạy mới phải chứ. Dương Thanh ngẩn ra một hồi mới nhớ ra Diệp Tiêu Tâm chính là Tần Thanh Tâm. Vợ tôi là Tần Thanh Tâm, không phải Diệp Tiêu Tâm. Sắc mặt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, trên đời này, người có tư cách để Dương Thanh tôi quỳ lạy còn chưa xuất hiện đâu. Quỳ lạy ông sao, nằm mơ đi, Dương Thanh tức giận, giọng nói lạnh lùng khiến mọi người cảm thấy như rơi vào hầm băng, Diệp Kế Tông cũng không khỏi rùng mình. Lão ta cảm nhận được áp lực khổng lồ từ trên người Dương Thanh. Phảng phất như Dương Thanh chỉ cần phất tay cũng có thể lấy mạng lão ta. Dương Thanh, đừng làm càn. Diệp Mạn tức giận mắng. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Diệp Mạn, bà đừng quên những gì tôi đã nói. Tôi và nhà họ Diệp chỉ có quan hệ hợp tác chứ không phải bị khống chế. Nếu không giao ước của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Sắc mặt Diệp Mạn cứng đờ. Khi đàm phán với Dương Thanh ở Giang Hải, anh đã nói bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Nhưng Diệp Kế Tông lại muốn khống chế Dương Thanh, quả thật nhà họ Diệp đã thất hứa trước. Sắc mặt Diệp Kế Tông âm trầm đáng sợ, giận đến nỗi cả người run lên. Dương Thanh đã khiến lão ta mất mặt trước nhiều gia tộc đứng đầu Yến Đô. Diệp Thương thừa cơ hội nghiến răng nghiến lợi nói, bố, rõ ràng thằng danh này muốn đến nhà họ Diệp gây chuyện, còn nghĩ giết quách nó cho rồi. Lúc này sự thù hận của Diệp Thương đối với Dương Thanh đã lên đến đỉnh điểm. Ông ta cho rằng, nếu không có Dương Thanh ông ta sẽ không mất vị trí người thừa kế. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Diệp Vô Song vẫn đang im lặng chợt lóe lên vẻ phấn khích. Anh ta cố ý mượn danh nghĩa của chủ nhà họ Diệp mời Dương Thanh đến tham gia tiệc mừng thọ. Hiện giờ, nhà họ Diệp gần như đã xác định Diệp Thương chính là chủ nhà đời tiếp theo. Diệp Vô Song là cháu đích tôn, đương nhiên lòng tham cũng rất lớn. Thế nên anh ta phải ngăn cản Diệp Thương trở thành chủ gia tộc. Chàng trai này quá kiêu ngạo, dám nạt nộ cả chủ nhà họ Diệp trước mặt mọi người. Đúng đấy, tính ra cậu ta cũng là cháu rể nhà họ Diệp, nếu vừa nãy không có ông chủ Diệp thì cậu ta đã bị Diệp Thương giết rồi. Ông không nghe nói à, cậu ta là người đứng đầu hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương đấy. Đúng là ở cái xứ khỉ ho cò gáy lâu rồi tầm nhìn cũng trở nên hạn hẹp. E là ông chủ Diệp sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Khách đến tham dự tiệc mừng thọ thì thầm bàn tán, sắc mặt Diệp Kế Tông thay đổi xoành xoạch nhưng vẫn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh. Một lát sau lão ta mới nói, bỏ đi, dù thế nào cậu cũng là cháu rể của tôi, hôm nay lại là tiệc mừng thọ của tôi, cậu sẽ không từ chối tham dự chứ. Thái độ của Diệp Kế Tông thay đổi 180 độ khiến Dương Thanh hơi bất ngờ. Anh không muốn qua lại với người nhà họ Diệp nhưng dù sao đây cũng là gia tộc của Thanh Tâm. Mà anh cũng chỉ biết về cái chết của bố ruột Thanh Tâm qua lời kể của Diệp Mạn, sự thật ra sao vẫn chưa chứng thực được. Cho dù muốn trả thù cho bố ruột của Thanh Tâm thì cũng phải làm rõ sự thật trước đã. Ông chủ Diệp đã mời nhiệt tình như vậy, tôi sẽ không từ chối nữa. Dương Thanh bỗng mỉm cười, sau đó quay người ngồi xuống cái bàn bên cạnh Diệp Kế Tông. Mọi người đều ngạc nhiên. Hai người vừa nãy còn đối chọi gay gắt, giờ đã làm hòa rồi sao? Diệp Mạn, bây giờ con cho người đi Giang Hải đón cháu gái của bố qua đây, lâu rồi nhà chúng chưa sum họp. Sau khi Dương Thanh ngồi xuống, Diệp Kế Tông bỗng dặn dò Diệp Mạn. Nghe vậy, Dương Thanh lập tức xa sầm mặt. Khó đoán thắng thua. Sắc mặt Diệp Mạn trở nên khó coi, khó xử nhìn Dương Thanh. Bà ta biết Tần Thanh Tâm chính là vảy ngược của Dương Thanh, được anh hết mực bảo vệ. Nếu không lúc ở Giang Hải,
anh đã không ngăn cản hai mẹ con bà ta nhận nhau. Sao hả? Không đồng ý sao? Diệp Kế Tông nhìn thấy ánh mắt dò xét của Diệp Mạn với Dương Thanh, châm chọc hỏi. Dương Thanh lạnh lùng nói, đầu tiên, vợ tôi không phải Diệp Tiêu Tâm, mà là Tần Thanh Tâm. Hơn nữa, cô ấy tạm thời không có ý định trở về nhà họ Diệp. Nghe vậy, tất cả đều kinh hãi. Nhất là khách khứa tới tham dự tiệc mừng thọ 80 tuổi của Diệp Kế Tông. Nhà họ Diệp là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, thế lực hàng đầu, rất nhiều người phải tìm đủ mọi cách tạo dựng quan hệ với họ. Vậy mà giờ đây, chủ nhà họ Diệp muốn gặp cháu ngoại, Dương Thanh lại dám từ chối. Nghe ý của anh hình như còn không muốn cho cháu ngoại của Diệp Kế Tông nhận tổ tông. Diệp Kế Tông sa sầm mặt, dù đã 80 tuổi nhưng khí thế trên người vẫn rất mạnh mẽ. Ngoại trừ Dương Thanh và Mã Siêu, những người còn lại đều cảm thấy khó thở vì áp lực đè nặng. Tuy con bé không phải con cháu dòng chính nhưng trong người cũng có một nửa huyết mạch của nhà họ Diệp. Mặc kệ bố con bé họ gì, con bé đều phải mang họ Diệp. Diệp Kế Tông bá đạo tuyên bố. Tần Thanh Tâm chỉ là cháu ngoại mà lão ta vẫn muốn cô theo họ mình. Dương Thanh không hề e sợ Diệp Kế Tông, lạnh lùng đáp, theo cách nói của ông, chẳng lẽ tôi là chồng của Thanh Tâm cũng phải theo họ Diệp nhà các người sao? Đương nhiên, anh không ngờ Diệp Kế Tông lại ngang ngược tới vậy. Anh chỉ thuận miệng hỏi một câu, vậy mà lão ta dám thừa nhận muốn anh theo họ Diệp. Trong nhà họ Diệp chỉ có một cái họ, chính là họ Diệp. Dù là người cưới con gái nhà họ Diệp, hay là người gả vào nhà họ Diệp đều phải theo họ chúng tôi. Thậm chí cả cao thủ và người giúp việc trong nhà đều phải theo họ Diệp. Diệp Kế Tông lạnh giọng nói. Dương Thanh đã hiểu tại sao lão ta chưa gặp mặt Tần Thanh Tâm đã tự ý đổi tên cho cô. Nhà họ Diệp là cái thá gì mà đòi anh Thanh phải đổi họ. Mã Siêu đứng sau lưng Dương Thanh không nhịn nổi nữa, tức giận mắng chửi. Một con chó như cậu cũng dám chất vấn quyết định của tôi sao? Ánh mắt sắc bén của Diệp Kế Tông quét tới người Mã Siêu, cả giận quát và miệng. Lão ta vừa dứt lời, sau lưng chợt xuất hiện một cao thủ áo đen chạy như bay về phía Mã Siêu. Đồng thời giơ tay lên hung hăng đánh xuống miệng Mã Siêu. Vù! Cái tát này còn mang theo tiếng xé gió. Dù Mã Siêu đã chuẩn bị sẵn nhưng vẫn bị sức mạnh của cao thủ này làm kinh ngạc. Muốn đánh trả cũng đã muộn, anh ta chỉ có thể di chuyển chân tránh né theo bản năng. Ồ! Phản ứng của Mã Siêu khiến cao thủ nhà họ Diệp khó tin thốt lên, lập tức đuổi theo đánh tới. Cút! Mã Siêu giống giận vung nắm đấm. Bốp! Một tiếng vang thật lớn. Trong lúc mọi người đều khiếp sợ, nắm đấm của Mã Siêu đã nện vào lòng bàn tay của cao thủ áo đen. Hai người đồng loạt lùi về sau 3 bước. Quan trọng là bước chân của hai người rất đồng bộ. Đến tận lúc này, Diệp Kế Tông mới bàng hoàng nhận ra chàng trai trẻ đi theo Dương Thanh mạnh tới mức nào. Cao thủ áo đen kia là vệ sĩ bên người của lão ta, thực lực cực mạnh. Ông ta là cao thủ đứng đầu của một trong 8 gia tộc quyền thế nhất Yến Đô, còn Mã Siêu chỉ là một nhóc con tới từ tỉnh lẻ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thế nhưng cuộc chiến ngang tài ngang sức giữa hai người lại nằm ngoài dự đoán của Diệp Kế Tông. Cao thủ áo đen sa sầm mặt, kinh ngạc tột độ. Một người mới hơn 20 tuổi có thể đỡ được đòn tấn công của ông ta. Mặc dù ông ta chưa dùng hết sức nhưng cái tát vừa rồi có thể lấy mạng người bình thường. Vậy mà Mã Siêu trẻ tuổi như vậy lại đỡ được. Ông ta còn có cảm giác, chàng trai trẻ trước mắt cũng chưa dùng hết sức. Sao, sao lại như vậy? Lúc này, Diệp Thương hoảng sợ trợn tròn mắt. Ông ta đã chứng kiến thực lực siêu phàm của Mã Siêu. 4 cao thủ cấp ám kình sơ kỳ bên cạnh ông ta đều bị Mã Siêu đánh bại dễ dàng. Nhưng lần này là cao thủ áo đen, người luôn theo sát bảo vệ Diệp Kế Tông, thực lực sâu không lường được. Ông ta chưa từng thấy ai có thể đánh ngang tay với cao thủ áo đen. Nhưng chàng trai trẻ trước mắt này lại làm được. Tuy trong lòng đang hoảng loạn nhưng Diệp Kế Tông vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Nhóc con, vừa nãy là tao khinh địch, lần này tao sẽ dùng hết sức đánh với mày. Trong mắt cao thủ áo đen tràn đầy ý chí chiến đấu. Ông ta phóng tới chỗ Mã Siêu như một cơn bão tố. Vẻ mặt Mã Siêu nghiêm túc hơn hẳn. Anh ta cảm thấy sự uy hiếp từ trên người cao thủ áo đen, ý chí chiến đấu hừng hực dâng lên. Ông muốn đấu thì tôi chiều. Mã Siêu cười lạnh một tiếng, bỗng đạp chân xuống đất, nền đá cẩm thạch cao cấp lập tức nứt vỡ như mạng nhện. Ngay sau đó, anh ta đột nhiên biến mất. Rầm rầm rầm.
Mã Siêu và cao thủ áo đen lao vào nhau, tiếng va chạm trầm đục vang lên không dứt. Chiến đấu càng lâu, sức mạnh của hai người lại càng tăng lên. Đúng là một trận chiến vô cùng đặc sắc, đám khách khứa tới dự tiệc đều dán chặt mắt lên hai người họ. Bình thường không có cơ hội được xem trận chiến cao cấp như vậy, bây giờ có cơ hội đương nhiên phải xem cho đã. Từ lúc hai người bắt đầu đánh nhau, Dương Thanh vẫn bình tĩnh ngồi quay lưng lại, cứ như hết thảy đều không liên quan đến anh. Diệp Kế Tông quan sát hai người đang đấu võ một lúc mới trông thấy Dương Thanh đang ung dung rót trà cho mình, chậm rãi thưởng thức. Sắc mặt của Dương Thanh không có chút e ngại và lo lắng nào, dường như không hề sợ Mã Siêu bại trận. Diệp Kế Tông không khỏi chấn động, nếu bây giờ lão ta vẫn còn khinh thường Dương Thanh đến từ tỉnh lẻ thì quả là ngu xuẩn. Một người trẻ tuổi có cao thủ cấp ám kình đỉnh phong bảo vệ bên người sao có thể là kẻ tầm thường. Lão ta đoán Mã Siêu có thực lực ám kình đỉnh phong bởi vì cao thủ áo đen cũng ở cấp bậc đó. Sức chiến đấu của hai người dường như tương đương nhau, khó đoán được kẻ thua người thắng. May mắn không phụ sứ mệnh. Diệp Kế Tông bỗng cảm thấy nhìn không thấu Dương Thanh, nhất là bộ dạng bình tĩnh tự tin của anh. Loại người này một là đồ ngu ngốc không biết nhà họ Diệp mạnh tới đâu, hoặc là thực lực quá khủng bố không hề sợ nhà họ Diệp. Rõ ràng Dương Thanh không phải kẻ ngốc. Chẳng lẽ tin tức lão ta thu thập được sai rồi sao? Dương Thanh không hề đơn giản như bề ngoài sao? Nhưng ngoại trừ thân phận con rơi của gia tộc Vũ Văn, lão ta không thấy anh có gì đáng để coi trọng. Dù Dương Thanh đã nắm quyền kiểm soát các gia tộc đứng đầu hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương nhưng vẫn chưa đáng để lão ta xem trọng. Trong lúc Diệp Kế Tông đang hoài nghi mình đánh giá thấp Dương Thanh, Mã Siêu và cao thủ áo đen đang đánh nhau điên cuồng. Dần ra, mỗi người đều đạt tới cực hạn của chính mình. Thực lực của ông chỉ tới vậy thôi sao? Hai người vừa tách ra, Mã Siêu cười híp mắt mỉa mai hỏi. Sắc mặt cao thủ áo đen âm trầm đến đáng sợ. Ông ta là vệ sĩ bên người Diệp Kế Tông mà giờ đây lại bị một thằng nhóc 20 tuổi cầm chân lâu như vậy. Mày đang khiêu khích tao, hậu quả nghiêm trọng lắm đấy, có thể sẽ có người chết. Cao thủ áo đen lạnh giọng uy hiếp. Mã Siêu bật cười, nếu phải có người chết thì chỉ có thể là ông. Mày chán sống. Cao thủ áo đen hoàn toàn bị chọc giận, sát khí nổi lên, cả người hóa thành một tia chớp vọt tới trước mặt Mã Siêu. Đúng là kẻ tự đại ngu xuẩn, ếch ngồi đáy giếng. Chắc là chưa có cơ hội đấu với cao thủ thực sự bao giờ phải không? Mã Siêu vừa tung đòn vừa châm chọc đối phương, đã vậy, tôi sẽ cho ông cơ hội này. Cao thủ áo đen kinh hãi phát hiện. Mã Siêu như biến thành người khác, khí thế đột nhiên tăng vọt. Dù là sức mạnh hay tốc độ, Mã Siêu đều bỏ xa ông ta. Dù sức chiến đấu của ông ta chưa đạt tới cực hạn nhưng cũng gần như hết sức mình rồi. Nhưng sức chiến đấu của Mã Siêu vẫn không ngừng tăng vọt. Ông ta cảm nhận rõ ràng, thực lực hai người tương đương nhau, nhưng khí thế trên người Mã Siêu lại trộn lẫn mùi máu tanh nồng đậm. Chỉ khi đã giết quá nhiều người mới có được khí thế như vậy. Chàng trai trẻ trước mắt không hề tầm thường, chắc chắn đã kết liễu không ít mạng người. Loại người này chỉ có thể là cao thủ đi ra từ chiến trường. Nghĩ tới đây, cao thủ áo đen càng chấn động, bởi vì ông ta phát hiện Dương Thanh càng không đơn giản. Nếu ở trong quân đội, thực lực của Mã Siêu cũng thuộc hàng top, nắm giữ quyền lực to lớn. Vậy mà anh ta lại đi theo một người đồng trang lứa với mình, có thể đoán được thân phận của Dương Thanh cũng không hề tầm thường. Nếu không sao lại được cao thủ cỡ Mã Siêu đi theo bảo vệ. Đúng lúc này, Mã Siêu đá mạnh vào lồng ngực cao thủ áo đen. Sau tiếng vang, một bóng người bị đánh bay ra xa. Đó chính là cao thủ áo đen của nhà họ Diệp. Đám người nhà họ Diệp đều tái xanh mặt, không ngờ cao thủ bảo vệ chủ nhà họ Diệp sẽ bại trận. Rốt cuộc người trẻ tuổi có thực lực khủng bố này là ai? Diệp Thương chỉ thấy sau lưng rét lạnh, toàn thân sụi lơ. Nhớ lại lúc trước mình từng chĩa súng vào đầu Dương Thanh, ông ta chợt thấy nực cười. Nếu con gái ông ta đi theo thiếu niên tuổi trẻ tài cao như vậy cũng đem lại lợi ích lớn cho gia tộc, vậy mà ông ta lại suýt giết chết người ta. Ánh mắt Diệp Vô Song tràn đầy hưng phấn. Ngoại trừ Diệp Tiêu Điệp, anh ta là người duy nhất trong nhà họ Diệp hiểu rõ thực lực của Dương Thanh. Kỳ thực lúc Diệp Mạn và Diệp Tiêu Điệp tới Giang Hải, anh ta cũng âm thầm đi theo. Trong hội võ Giang Bình, anh ta tận mắt chứng kiến Dương Thanh tựa như thần linh hạ phàm, dễ dàng chém giết cao thủ xếp thứ 9 trong hiệp hội võ thuật là Ngưu Căn Huy trên võ đài.
thế lực của hiệp hội võ thuật mạnh hơn cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Đây là thế lực lấy võ làm chủ, tức là thực lực càng mạnh thì địa vị càng cao. Dương Thanh có thể lấy mạng Ngưu Căn Huy dễ như trở bàn tay, chứng tỏ ít nhất anh cũng phải xếp thứ 8 trong hiệp hội võ thuật. Người như vậy, đến cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng phải tiếp đón long trọng. Vậy nên anh ta mới tin tưởng Dương Thanh có thể giết Diệp Thương. Nào ngờ Diệp Thương không chết, chỉ bị hủy bỏ tư cách người thừa kế. Nhưng đây cũng là một tin tức tốt, mâu thuẫn giữa Dương Thanh và nhà họ Diệp càng lớn, thế lực của Diệp Mạn mới hoàn toàn suy yếu, không uy hiếp được anh ta nữa. Diệp Thương đã mất tư cách người thừa kế, chỉ cần Diệp Mạn ngã ngựa, không còn ai tranh nổi vị trí người thừa kế với anh ta nữa. Tao muốn mày phải chết. Đúng lúc này, tiếng giống giận vang vọng toàn bộ sảnh tiệc. Cao thủ áo đen vừa bị Mã Siêu đá bay đã đứng lên, khóe miệng còn vương máu, mặt mày dữ tợn. Ông chủ Diệp, người của ông muốn giết tôi. Nếu tôi lỡ tay lấy mạng ông ta cũng đừng trách. Mã Siêu bỗng nhìn sang Diệp Kế Tông, mỉm cười chế nhạo. Sắc mặt lão ta ngày càng khó coi. Lão ta sai cao thủ áo đen đánh Mã Siêu, kết quả đối phương chẳng làm sao, cao thủ của lão ta lại bị đánh tơi bời. Nếu bây giờ lão ta kêu hai người ngừng chiến, chẳng phải là chịu thua Dương Thanh rồi sao? Vậy nên trong tình huống này, lão ta tuyệt đối sẽ không chủ động yêu cầu ngừng chiến. Mã Siêu vừa dứt lời, cao thủ áo đen lại vọt tới. Lần này, khí thế trên người ông ta lại mạnh hơn mấy lần. Nhưng sức mạnh của Mã Siêu cũng tăng lên. Chết đi! Lúc còn cách Mã Siêu vài mét, cao thủ áo đen bỗng dùng sức đạp xuống, cả người lao lên cao đá vào đầu Mã Siêu. Uỳnh! Giây phút chân của ông ta sắp chạm vào đầu Mã Siêu, anh ta hơi di chuyển. Một động tác nhỏ như vậy đã khiến cao thủ áo đen thất bại. Kẻ nên chết là ông. Chợt cao thủ áo đen nghe thấy một giọng nói tràn đầy châm chọc. Con người ông ta co rút lại, luồng sát khí mãnh liệt bao trùm toàn thân ông ta. Đến tận lúc này ông ta mới ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Mã Siêu. Nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết khiến sau lưng ông ta rét lạnh. Bịch! Mã Siêu tung nắm đấm. Động tác đơn giản, không hoa mỹ, đập thẳng vào lồng ngực đối phương. Dầm! Cơ thể của cao thủ áo đen vốn đang bay về phía trước đột nhiên khựng lại, rơi thẳng xuống đất. Lồng ngực của ông ta bị lõm sâu xuống, cơ thể nện mạnh xuống đất khiến nội tạng bị đảo lộn. Ông ta muốn đứng dậy lại phát hiện sức lực toàn thân mất sạch, máu tươi tràn ra cổ họng và lỗ mũi. Phụt! Rốt cuộc ông ta không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu lớn rồi trợn mắt tắt thở. Mã Siêu lau vết máu ở khóe miệng, bình thản đi tới sau lưng Dương Thanh. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn trừng mắt nhìn chằm chằm chàng trai trẻ tuổi ấy. Cho cậu làm chủ gia tộc chết rồi sao? Cao thủ bảo vệ bên cạnh chủ nhà họ Diệp chết rồi sao? Sao có thể như vậy được? Người được giao nhiệm vụ bảo vệ chủ nhà họ Diệp chắc chắn phải có thực lực thuộc top đầu 8 gia tộc quyền thế nhất Yến Đô. Vậy mà ông ta lại chết trong tay một chàng trai trẻ. Cả phòng tiệc chìm vào yên tĩnh trong giây lát, sau đó mọi người thi nhau bàn tán. Đây là nhà họ Diệp, người bị giết lại là vệ sĩ của Diệp Kế Tông. Sắc mặt Diệp Kế Tông tối sầm lại trông rất đáng sợ. Lão ta là chủ nhà họ Diệp, hôm nay là tiệc mừng thọ 80 tuổi của lão ta. Vậy mà vệ sĩ theo lão ta bao lâu nay lại bị giết? Còn bị giết ở nhà họ Diệp, ngay trước mắt lão ta. Hiện giờ lão ta đang cực kỳ tức giận. Khụ khụ khụ. Diệp Kế Tông đột nhiên ho khan vài tiếng, còn ho ra cả máu, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy giận dữ. Bố ơi! Ông nội, chủ gia tộc! Thấy Diệp Kế Tông ho nhiều như vậy, đám người nhà họ Diệp đều hốt hoảng chạy tới. Lão ta đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại. Lão ta cầm khăn tay lau đi máu tươi dính ở khóe miệng. Vết máu như một đóa hoa hồng nở rộ trên chiếc khăn sáng màu. Sau đó, lão ta chống gậy run rẩy đứng dậy khỏi ghế bành, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Thanh, trong mắt thoáng hiện lên sát khí. Chuyện hôm nay đều là việc riêng tư của nhà họ Diệp. Tôi không hy vọng nghe thấy bất kỳ lời đồn nào ở bên ngoài liên quan tới nhà họ Diệp. Nếu có, tôi không ngại tới gia tộc của các người một chuyến. Tiệc mừng thọ tối nay bị hủy, xin mọi người rời đi cho, không tiễn. Ánh mắt sắc bén của Diệp Kế Tông bỗng quét về phía đám người, giọng nói nghiêm nghị tràn đầy uy hiếp. Việc đã tới nước này,
nếu còn để người ngoài ở lại chỉ khiến nhà họ Diệp trở thành trò hề. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, lần lượt chắp tay chúc thọ lão ta rồi kéo nhau rời đi. Có lời uy hiếp vừa rồi của Diệp Kế Tông, không ai dám cả gan để lộ chuyện xảy ra hôm nay trong nhà họ Diệp ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc, bên trong sảnh tiệc của nhà họ Diệp chỉ còn lại hai người ngoài là Dương Thanh và Mã Siêu. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Diệp Kế Tông chống gậy, căm tức nhìn Dương Thanh. Còn Dương Thanh vẫn bình tĩnh ngồi thưởng thức trà, trước mặt bày một ấm trà sứ thanh hoa và một chén trà tinh xảo. Mã Siêu vừa mới kết liễu cao thủ áo đen đứng sừng sững sau lưng Dương Thanh như một cái tháp sắt, vẻ mặt lạnh lùng. Không một ai dám lên tiếng, chỉ lặng lặng quan sát. Dương Thanh, người của cậu dám giết người tại nhà họ Diệp, còn không mau bắt cậu ta quỳ xuống xin lỗi đi. Diệp Mạn ngơ ngác một lúc rồi hoảng loạn hét lên với Dương Thanh. Giờ phút này, anh mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của bà ta, lạnh giọng nói, không phải người kia ra tay trước, tuyên bố muốn lấy mạng anh em của tôi nên cậu ấy mới phải đánh trả à? Tại sao các người lại chăm chăm đổ mọi tội lỗi lên đầu anh em của tôi? Chẳng lẽ mạng của người nhà họ Diệp đáng giá, còn mạng của anh em tôi thì không à? Hay là các người chỉ cho phép người nhà họ Diệp giết anh em của tôi nhưng lại không cho anh em của tôi đánh trả? Còn đòi cậu ấy quỳ xuống xin lỗi? Nhà họ Diệp các người xứng sao? Dương Thanh bình thản chất vấn nhưng từng lời nói của anh như sóng dữ càn quét toàn bộ đám người nhà họ Diệp. Khí thế trên người anh đột nhiên tăng vọt, dường như trong trời đất này anh mới là đế vương. Những người bị ánh mắt của Dương Thanh quét tới đều vô thức cúi đầu, thậm chí không dám đối mặt với anh. Diệp Mạn cắn chặt răng. Bà ta biết Dương Thanh rất mạnh, đến cả cao thủ xếp thứ 9 của Hiệp hội Võ thuật Ngưu Căn Huy cũng bị anh tùy tiện chém giết. Nếu không phải vì Tần Thanh Tâm, sao Dương Thanh có thể đồng ý với bà ta hợp tác với nhà họ Diệp? Sao hôm nay Dương Thanh lại đồng ý tới đây? Tôi là mẹ của Thanh Tâm, ông ấy là ông ngoại của con bé. Ông ấy chỉ muốn gặp mặt cháu gái mình, người của cậu đã ra tay giết người. Cậu có biết làm như vậy sẽ khiến nhà họ Diệp khó xử thế nào không? Dù cậu không thích nhà họ Diệp thì cũng không nên coi thường người lớn như vậy chứ. Diệp Mạn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Bà ta rất sợ Dương Thanh không vui sẽ giết luôn cả mình. Tính ra Dương Thanh cũng là con rể của bà ta. Nếu không giải quyết êm đẹp chuyện hôm nay, chỉ e cả đời này bà ta khó mà vươn lên nắm quyền trong gia tộc. Bà ta đang đánh cược, cược Dương Thanh sẽ vì Tần Thanh Tâm mà không giết mình. Không chỉ vậy, Dương Thanh cũng không thể sát hại Diệp Kế Tông. Cho dù thế nào bọn họ cũng là người thân của Tần Thanh Tâm. Nếu Dương Thanh giết họ, làm sao Tần Thanh Tâm có thể chịu nổi? Nếu hôm nay không phải nhà họ Diệp chủ động khiêu khích, sao Dương Thanh có thể dung túng Mã Siêu giết người? Tất cả đều là bọn họ tự làm tự chịu. Trước khi trách móc tôi, tốt nhất bà hãy nghĩ kỹ lại đi. Dương Thanh híp mắt nhìn Diệp Mạn, lạnh nhạt nói. Sắc mặt Diệp Mạn lập tức cứng đờ. Dương Thanh đang uy hiếp bà ta sao? Bà ta từng nói cho Dương Thanh biết chuyện mình muốn trả thù cho chồng. Nếu bây giờ Dương Thanh để lộ, chắc chắn bà ta sẽ phải chết. Với sự vô tình máu lạnh của nhà họ Diệp, dù có là con gái của Diệp Kế Tông cũng không thoát khỏi tội chết. Thực ra bà ta đã sớm quên mục đích trả thù ban đầu. Hiện giờ bà ta chỉ muốn chiếm đoạt quyền kiểm soát nhà họ Diệp. Bởi vì bà ta biết rõ, chỉ khi nắm giữ quyền lực mới có thể chống lại tất cả. Nếu lúc trước bà ta có địa vị trong gia tộc như hiện giờ, chồng của bà ta sẽ không phải chết thảm, bà ta cũng không phải vứt bỏ con gái ruột của mình. Rốt cuộc Diệp Mạn cũng im lặng, lúc này Dương Thanh mới nhìn sang Diệp Kế Tông, lạnh lùng nói, nể mặt Thanh Tâm. Tôi hy vọng chuyện hôm nay dừng lại ở đây. Đương nhiên nếu ông không chịu, muốn thế nào tôi cũng chiều. Cậu rất ngông cuồng, cậu là người ngông cuồng nhất trong số những người trẻ tuổi tôi từng gặp. Diệp Kế Tông đột nhiên lên tiếng. Khi lão ta nói ra lời này, sát khí trên người cũng dần biến mất, ánh mắt nhìn Dương Thanh đầy phức tạp. Sự biến đổi trên mặt lão ta khiến Dương Thanh cảm thấy ngạc nhiên. Anh có thể nhận ra sát khí mãnh liệt của Diệp Kế Tông đối với mình đã hoàn toàn tan biến, thậm chí ánh mắt lão ta nhìn anh còn có vài phần tán thưởng. Dương Thanh cười đáp, ông đã có lời khen thì tôi xin nhận. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi về trước đây. Dứt lời, Dương Thanh cất bước định rời đi. Chỉ cần cậu đồng ý dẫn cháu ngoại tôi về nhận tổ quy tông,
cậu sẽ trở thành chủ gia tộc họ Diệp đời kế tiếp. Sau lưng Dương Thanh chợt vang lên giọng nói kiên định của Diệp Kế Tông. Nghe vậy, đám người dòng chính nhà họ Diệp đều trợn mắt há mồm. Không ngờ Diệp Kế Tông lại muốn để một đứa cháu rể ngoại làm chủ nhà họ Diệp. Hắc bạch song sát. Đến cả Dương Thanh cũng bị câu nói này của Diệp Kế Tông dọa sợ. Dương Thanh biết rõ các gia tộc đứng đầu Yến Đô rất coi trọng huyết mạch dòng chính. Bây giờ Diệp Kế Tông lại nói, nếu Dương Thanh chịu dẫn Tần Thanh Tâm về nhà họ Diệp nhận tổ quy tông thì sẽ truyền chức vị chủ gia tộc lại cho anh. Nhưng cậu bắt buộc phải đổi sang họ Diệp. Diệp Kế Tông bổ sung thêm một câu. Bố ơi, nó chỉ là một thằng nhóc khác họ, dù có đổi sang họ Diệp thì suy cho cùng vẫn là người ngoài. Sao bố lại tặng vị trí chủ gia tộc họ Diệp cho nó? Diệp Thương im lặng hồi lâu rồi kích động nói, là người ra mặt phản đối đầu tiên. Ông ta bị hủy tư cách thừa kế vốn đã rất bực bội, bây giờ Diệp Kế Tông lại có ý định truyền chức vị này cho Dương Thanh. Làm sao ông ta chấp nhận được? Nếu không vì Dương Thanh, tiệc mừng thọ đã bắt đầu từ lâu, có lẽ hiện giờ Diệp Kế Tông đã tuyên bố Diệp Thương là chủ gia tộc đời kế tiếp rồi. Lúc này, nỗi hận thù của ông ta đối với Dương Thanh ngày càng lớn. Ông nội, chú hai nói rất đúng. Cậu ta chỉ là người ngoài. Nếu chủ gia tộc không phải người mang trong mình huyết mạch của gia tộc thì sự tồn tại của gia tộc còn có ý nghĩa gì? Diệp Vô Song cũng đứng ra ngăn cản. Sau khi Diệp Thương bị truất quyền thừa kế, người có hy vọng nhất vốn là anh ta. Về phần Diệp Mạn, anh ta chỉ coi là một chút áp lực mà thôi. Nhưng anh ta không thể ngờ được, Diệp Kế Tông lại có ý định cho một người ngoài làm chủ gia tộc. Diệp Mạn ngơ ngác trong giây lát rồi vội vàng thúc giục, Dương Thanh, mau quỳ xuống cảm ơn ông ngoại đi. Diệp Mạn, cô định dâng cơ nghiệp mấy trăm năm của nhà họ Diệp cho người ngoài sao, Diệp Thương cả giận nói. Nực cười. Diệp Mạn cười châm chọc, Dương Thanh là con rể tôi, sao lại thành người ngoài? Chẳng lẽ bố phải truyền vị trí chủ nhà lại cho anh mới hợp lý chắc? Hơn nữa, bố đã quyết định rồi, anh có tư cách gì nhúng tay vào? Hay là anh làm người thừa kế nhiều năm như vậy, quen thói làm việc như chủ gia tộc rồi? Diệp Mạn chất vấn không hề nể mặt. Diệp Thương thấy sắc mặt Diệp Kế Tông âm trầm, hoảng hốt nói, Diệp Mạn, cô đừng nói hưu nói vượn. Tôi nói hưu nói vượn sao? Rõ ràng là anh đang phản đối quyết định của bố, không phải nhúng tay vào chuyện của bố thì là gì? Diệp Mạn cười lạnh hỏi. Gặp phải tình huống này, bà ta không ngại dẫm đối phương thêm một cái. Bao nhiêu năm nay Diệp Thương luôn ngồi lên đầu bà ta. Cơ hội hôm nay hiếm có, đương nhiên bà ta phải tranh thủ. Dương Thanh là con rể Diệp Mạn. Nếu anh trở thành chủ nhà họ Diệp, bà ta sẽ là mẹ vợ của chủ gia tộc. Chẳng phải ở địa vị dưới một người trên vạn người sao? Kết quả này còn tốt đẹp hơn kế hoạch ban đầu của bà ta. Cô à, chú hai cũng vì nghĩ cho nhà họ Diệp, cô nói chú ấy như vậy hơi quá đáng rồi đấy. Dương Thanh là con rể cô, đương nhiên cô sẽ hy vọng cậu ta trở thành người thừa kế. Nhưng dù sao cậu ta cũng không phải người nhà họ Diệp, dù có đổi họ thì vẫn là người ngoài. Nhà họ Diệp coi trọng nhất là huyết mạch dòng chính. Cậu ta ưu tú thì đã sao? Diệp Vô Song lên tiếng, lời lẽ nhằm vào Diệp Mạn. Đột nhiên Diệp Thương và Diệp Vô Song ở chung một chiến tuyến, cùng đối phó Diệp Mạn. Từ đầu đến cuối Dương Thanh không hề tỏ thái độ, chỉ mỉm cười quan sát. Diệp Kế Tông muốn anh trở thành người thừa kế quả thực nằm ngoài dự đoán của anh. Đây cũng là sự khác biệt của lão ta. Vì sự phát triển của nhà họ Diệp, lão ta không thèm đếm xỉa gì khác. Giống như Diệp Thương và Diệp Vô Song vừa nói, dù thế nào thì Dương Thanh vẫn là người ngoài. Nếu Dương Thanh có mưu đồ riêng, nhà họ Diệp sẽ bị anh nuốt trọn. Câm miệng hết cho tôi. Diệp Thương và Diệp Vô Song còn đang đấu võ mồm với Diệp Mạn, Diệp Kế Tông bỗng quát lên một tiếng. Bấy giờ, bọn họ mới yên tĩnh lại. Diệp Thương và Diệp Vô Song đều tỏ ra không cam lòng, chỉ có Diệp Mạn vui mừng ra mặt. Cứ quyết định vậy đi. Tôi cho cậu 3 ngày xử lý việc riêng rồi dẫn Diệp Tiêu Tâm đến gặp tôi. Tôi sẽ chuẩn bị nghi thức đầy đủ, chờ cậu hoàn thành xong sẽ trở thành chủ gia tộc họ Diệp. Cậu muốn nói gì không? Diệp Kế Tông tin tưởng Dương Thanh sẽ không từ chối, dặn dò xong việc chuẩn bị nghi thức mới quay sang hỏi ý kiến Dương Thanh. Diệp Thương và Diệp Vô Song đều tức tối nhìn chằm chằm Dương Thanh. Bọn họ đều nghĩ Dương Thanh sẽ không từ chối miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống này. Thế nhưng Dương Thanh lại lắc đầu, bình tĩnh đáp tôi từ chối.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt vì kinh hãi. Vẻ mặt Diệp Kế Tông cứng ngắc, tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại, cậu nói gì cơ? Chưa kể tới chuyện bảo tôi và Thanh Tâm phải đổi sang họ Diệp, dù không phải đổi họ tôi cũng sẽ không làm chủ gia tộc của các người. Dương Thanh ngạo nghễ nói, quyền lực và tiền tài của các người đối với tôi chỉ là gió thoảng mây bay. Trên thế gian này chỉ có thực lực chân chính mới là tồn tại vĩnh hằng. Rốt cuộc người nhà họ Diệp cũng tin Dương Thanh thực sự từ chối cơ hội làm chủ nhà họ Diệp. Diệp Thương và Diệp Vô Song lập tức vui sướng, Diệp Mạn lại tức giận quát, Dương Thanh, cậu nên biết nhà họ Diệp ở Yến Đô tượng trưng cho cái gì. Bố tôi bảo cậu làm chủ gia tộc là vinh hạnh của cậu, sao cậu dám từ chối? Sắc mặt Diệp Kế Tông cực kỳ khó coi, lạnh giọng chất vấn, người của cậu đánh bại cao thủ nhà họ Diệp nên cậu tưởng mình là vô địch thế giới à? Dương Thanh chợt cười phá lên, nụ cười tràn đầy trào phúng. Anh cười đám người này ngu ngốc thiển cận, cười nhưng kẻ bé nhỏ tự xưng là chủ của gia tộc quyền thế. Sau khi trải qua chiến trường khốc liệt, Dương Thanh đã nhìn thấy quá nhiều, cũng từng gặp rất nhiều đối thủ khủng bố. Cao thủ chân chính, có thể địch lại cả một quốc gia. Nhà họ Diệp sao với cả lục địa rộng lớn có là cái đinh gì đâu. Cậu cười cái gì? Diệp Kế Tông lạnh giọng hỏi. Nghĩ đến một vài chuyện buồn cười thôi. Dương Thanh cười nhạt đáp lại. Anh xoay người rời đi, không thèm quay đầu lại. Cậu đứng lại cho tôi. Vừa đi được mấy bước, Diệp Kế Tông đã tức giận quát lớn. Cậu đang rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, coi nhà họ Diệp như cái chợ muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Tôi cũng không làm khó cậu. Chó của cậu đánh cao thủ nhà họ Diệp bị thương, còn giết cả vệ sĩ của tôi. Giết người đền mạng, chỉ cần cậu ta chết, tôi sẽ thả cậu đi. Nếu không hôm nay đừng hòng rời khỏi nhà họ Diệp nửa bước. Diệp Kế Tông giận dữ nói. Ngay sau đó, hai cao thủ một mặc đồ trắng một mặc đồ đen giống như hồn ma đột nhiên xuất hiện sau lưng lão ta. Mượn đao giết người. Dương Thanh đã cảm nhận được sự tồn tại của hai người họ từ trước. Chỉ không ngờ Diệp Kế Tông vừa nãy còn muốn anh làm chủ gia tộc lại lật mặt nhanh như vậy. Khí thế của hai người một đen một trắng kia cực mạnh, bất kỳ ai cũng có thực lực ngang bằng Mã Siêu. Quả nhiên tám gia tộc đứng đầu Yến Đô không hề đơn giản. Chỉ sợ đến cả người nhà họ Diệp còn không biết đến sự tồn tại của hai cao thủ này. Diệp Thương và Diệp Vô Song đều kinh ngạc. Ha ha! Dương Thanh bật cười, trong mắt thoáng hiện sát khí. Nhìn chằm chằm Diệp Kế Tông, cậu ấy là anh em của tôi. Nếu ông còn dám sỉ nhục cậu ấy thêm một lần nào nữa, dù có là ông ngoại của Tâm tôi cũng bắt ông phải trả giá đắt. Giọng nói của Dương Thanh rất lạnh lùng, khiến nhiệt độ trong phòng tiệc dường như đã hạ xuống mấy độ. Diệp Kế Tông bị Dương Thanh uy hiếp càng cảm nhận rõ ràng, không khỏi giật nảy mình, tay chân lạnh thấu xương. Lão ta há miệng định mắng chửi nhưng trông thấy ánh mắt sắc bén của Dương Thanh, lão ta đành phải ngậm miệng lại. Lúc này, lão ta có ảo giác như đang đối mặt với thần chết. Hắc Bạch Song Sát vốn là cao thủ đỉnh cao, rất nhạy bén với sát khí. Hai người đồng loạt tiến lên bảo vệ Diệp Kế Tông ở phía sau. Bọn họ cảm giác được khí thế kinh người tỏa ra từ Dương Thanh. Anh giống như một ngọn núi cao chót vót mà họ không thể chạm tới. Cậu dám uy hiếp tôi sao? Diệp Kế Tông cố nén kích động, tức giận hỏi. Uy hiếp? Dương Thanh cười khinh bỉ. Khí thế toàn thân càng tăng lên, như bão tố cuồn cuộn càn quét bốn phương tám hướng. Anh bỗng nhấc chân dùng sức đạp mạnh xuống đất. Rầm. Mọi người bàng hoàng phát hiện, nền đá cẩm thạch dưới chân Dương Thanh đã vỡ nát. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Răng rắc. Từ chỗ đặt chân của Dương Thanh làm trung tâm, sàn nhà nứt ra như mạng nhện lan tỏa bốn phía. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ sàn nhà trong phòng tiệc đều bị vỡ nát. Mọi người trợn trừng mắt. Không dám tin vào mắt mình. Một cái dậm chân có sức hủy diệt khủng bố như vậy, đây là chuyện con người có thể làm được sao? Dù là cao thủ như Hắc Bạch Song Sát cũng không khỏi run sợ từ sâu trong linh hồn. Bọn họ vốn tưởng rằng Dương Thanh chỉ giống như một cậu chủ nhà nào đó trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, còn Mã Siêu là vệ sĩ riêng của anh. Đến tận lúc này, bọn họ mới ý thức được, Dương Thanh mới là cao thủ thật sự, Mã Siêu chỉ là một tên đàn em đi theo anh. Thực lực như vậy muốn nghênh ngang trước tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không hề khoa trương. Trong mắt Diệp Kế Tông chỉ còn lại chấn kinh và sợ hãi. Lão ta chợt hiểu tại sao Dương Thanh dám từ chối làm chủ nhà họ Diệp. Đối với cao thủ ở cấp bậc như anh,
vị trí chủ gia tộc họ Diệp vốn không đủ sức hấp dẫn. Nể mặt tâm, tôi không muốn trở mặt với nhà họ Diệp. Nhưng nếu các người thực sự muốn chết, dù tôi hủy diệt cả nhà họ Diệp thì cô ấy cũng sẽ không trách tôi đâu. Dương Thanh hờ hững nói rồi quay lưng rời đi. Giờ phút này Diệp Kế Tông nào dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Thanh và Mã Siêu nghênh ngang rời khỏi. Đám người nhà họ Diệp câm như hến, vẫn chưa hết sợ hãi. Có phải mình đã làm sai điều gì rồi không? Một lúc lâu sau, Diệp Kế Tông tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập hối hận. Mặt mũi Diệp Thương trắng bệch, chợt nhớ lại lúc trước ông ta còn muốn giết Dương Thanh liền cảm thấy thật may mắn. Nếu vừa rồi Dương Thanh đạp lên người ông ta mà không phải mặt đất, chỉ e chưa kịp cảm thấy đau đớn đã mất mạng. Diệp Vô Song cũng sợ chết khiếp. Nhưng nghĩ đến vị trí chủ gia tộc, vẻ mặt anh ta lại trở nên kiên định. Diệp Kế Tông đã 80 tuổi rồi, không biết ngày nào sẽ chết. Anh ta phải trở thành người thừa kế trước khi lão ta chết thì mọi chuyện mới ổn thỏa. Đối với anh ta, Diệp Thương đã không còn hy vọng, chỉ còn Diệp Mạn có sức uy hiếp. Dương Thanh vì Tần Thanh Tâm mà tha cho nhà họ Diệp. Vậy có phải một ngày nào đó Diệp Mạn muốn chiếm đoạt nhà họ Diệp, Dương Thanh cũng sẽ hỗ trợ bà ta hay không? Vậy thì Dương Thanh nhất định phải bị tiêu diệt. Nghĩ vậy, ánh mắt Diệp Vô Song chỉ còn lại điên cuồng. Từ hôm nay trở đi, kẻ nào dám chọc vào Dương Thanh sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc, mãi mãi không được trở về Yến Đô. Diệp Kế Tông chợt nghiêm giọng nói. Lão ta nhìn sang Diệp Mạn, ánh mắt phức tạp, bố biết con vẫn luôn muốn có được quyền lực của gia tộc. Hôm nay, bố sẽ cho con một cơ hội. Lão ta vừa dứt lời, đám người còn lại đều cả kinh. Lão ta định truyền lại vị trí chủ gia tộc cho Diệp Mạn sao? Nếu là thật, Diệp Mạn sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên làm chủ của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô trong lịch sử. Diệp Mạn cũng vô cùng kích động, vội vàng nói, xin bố cứ nói. Bố cho con nửa tháng hàn gắn quan hệ giữa nhà họ Diệp với Dương Thanh. Chỉ cần con làm được, con sẽ là chủ nhân tương lai của gia tộc này. Diệp Kế Tông trầm giọng nói. Xin bố yên tâm, con nhất định sẽ cố hết sức. Diệp Mạn nghiêm túc nói, trong lòng kích động muốn chết. Bà ta biết điểm yếu của Dương Thanh là Tần Thanh Tâm. Chỉ cần bà ta hàn gắn quan hệ với Tần Thanh Tâm, chắc chắn sẽ nối lại được quan hệ giữa Dương Thanh và gia tộc. Diệp Vô Song hoàn toàn tuyệt vọng, quả nhiên Diệp Kế Tông định truyền vị trí người thừa kế cho Diệp Mạn. Tất cả đều tại Dương Thanh gây ra, nếu không, vị trí chủ gia tộc họ Diệp làm gì đến lượt một mụ đàn bà nắm giữ. Hủy bỏ tiệc mừng thọ, giải tán hết đi, Diệp Kế Tông được hai cao thủ đỡ ra khỏi phòng tiệc. Diệp Vô Song vừa trở về chỗ ở của mình đã vội vàng gọi điện thoại. Đối phương nhanh chóng nghe máy. Ông Tám, người sát hại ông Chín đã tới Yến Đô. Cậu ta vừa mới rời khỏi nhà họ Diệp. Diệp Vô Song cung kính nói. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt anh ta tràn đầy dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, dù mày có mạnh tới đâu cũng đâu thể đánh lại cao thủ xếp thứ 8 của Hiệp hội Võ Thuật. Lúc ở hội võ Giang Bình tận mắt nhìn thấy Dương Thanh lấy mạng cao thủ xếp thứ 9 của Hiệp hội Võ Thuật, Diệp Vô Song đã bắt đầu ấp ủ âm mưu đoạt quyền. Diệp Vô Song vốn định đợi Dương Thanh giết Diệp Thương rồi mới gọi cuộc điện thoại này. Sau khi Diệp Thương chết, chắc chắn Dương Thanh sẽ không tha cho mình. Nào ngờ Dương Thanh không giết Diệp Thương, ngược lại còn thể hiện thực lực mạnh mẽ như vậy. Nếu đã vậy, mình chỉ có thể mượn tay Hiệp hội Võ Thuật để thủ tiêu Dương Thanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.